Riêng các bạn trong nhóm trình vô đủ hết chưa nhóm trưởng? Dạ đủ rồi chị. Rồi bây giờ còn hai bạn nữa thôi thì mình bắt đầu mình trình đi ha. Dạ, em chào chị và các bạn ạ. À. Em là Tuấn Anh, thay mặt cả nhóm bắt đầu trình CBL tim mạch của nhóm 1. Mời bạn Tuấn Anh trình nha. Dạ, em đang tìm cách để mà qua slide. Bạn bạn nào kiểm soát slide qua giùm mình chứ? Chí chí ơi chí. Như có lỗi gì đó chị đợi em xíu. Rồi em. Dạ rồi, em Trần Tuấn Anh, em đại diện cho các bạn trong nhóm 1 và xin trình bày bài CBL tim mạch hôm nay ạ. Về phần hành chính thì bệnh nhân của nhóm em là Trương Quang Ca, 92 tuổi, sinh năm 1929, dân tộc Kinh, địa chỉ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, giới tính nam, nghề nghiệp là hưu trí, trước đây làm giáo viên. Thời điểm nhập viện là 7 giờ 20 ngày 20 tháng 10 2021 và thời điểm làm bệnh án là 7 giờ 20 ngày 20 tháng 10 2021 cùng với thời điểm nhập viện. Lý do nhập viện của bệnh nhân là đau ngực trái giờ thứ hai. Bệnh sử, bệnh nhân đang được điều trị bệnh tim mạch thiếu máu cục bộ bằng thuốc uống đều đặn mỗi sáng, thỉnh thoảng cảm thấy đau ngực sau xương ức khi vận động gắng sức. Bệnh nhân uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ giảm đau. Cách nhập viện 12 giờ, bệnh nhân cảm thấy đột ngột đau ngực khi đang xem tivi và uống trà, đau ở vị trí sau xương ức, đau kiểu bóp nghẹt, không lan, cường độ 9 trên 10, cơn đau kéo dài 20 đến 30 phút. So với cơn đau trước đây thì dài hơn và lâu hơn, đau hơn và lâu hơn. Không có yếu tố tăng, không giảm khi nghỉ ngơi. Lúc này bệnh nhân đo huyết áp, thấy huyết áp bình thường nên không xử trí gì thêm, trong cơn không có kèm khó thở. Cách nhập viện lúc 2 giờ, bệnh nhân đang ngủ thì đột ngột xuất hiện cơn đau ngực thứ hai với tính chất tương tự, kèm khó thở và vã mồ hôi. Khó thở hai thì xuất hiện khi đau ngực nhiều và giảm khi giảm đau ngực. Bệnh nhân không xử trí gì thêm. Nhập viện Lúc nhập viện thì cường độ đau còn 6 trên 10. Trong quá trình bệnh, bệnh nhân không đau đầu, không ho, không sốt, đi lại được, tiểu vàng trong, không gắt buốt, phân vàng đóng khuôn.
tiền căn bản thân, tiền căn nội khoa cách 20 năm bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7, huyết áp bình thường là 130 mmHg thủy ngân, huyết áp cao nhất đo được là 170 mmHg thủy ngân, chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Thống Nhất, uống thuốc đều. Cách 10 năm bệnh nhân được chẩn đoán đái đường tiếp 2, điều trị Novomic sáng 25 chiều 25, chưa ghi nhận biến chứng, tái khám một lần một tháng, chưa ghi nhận nhập viện cấp cứu do đường huyết. Bệnh nhân rối loạn lipid máu đang được điều trị theo toa. Cách 5 năm bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ CCS1, chưa biến chứng, chẩn đoán tại bệnh viện Thống Nhất, đặt một stent năm 2019 do hẹp nhiều. Cách 1 năm bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do thuốc, được điều trị nội khoa. Tiền căn ngoại khoa chưa ghi nhận bất thường, dị ứng chưa ghi nhận bất thường. Thói quen bệnh nhân hút thuốc lá 20 gói năm, không rượu bia. Bệnh nhân ăn cùng gia đình, không tuân thủ chế độ ăn cho bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp. Bệnh nhân sinh hoạt bình thường, khỏe, minh mẫn. Mùa dịch này bệnh nhân không tái khám, uống thuốc theo toa cũ. Gia đình chưa ghi nhận bất thường. Hiện tại bệnh nhân đang uống theo toa Novomic 70 30-70 Flexpen 25 sáng 25 chiều 25, Metformin SA 1000 mg một viên một ngày một buổi sáng, Carvedilol 6 mg một viên một lần hai một viên nhân hai sáng chiều, Rosuvastatin 1 mg một 10 mg một viên một ngày, Pantoloc 40 mg một viên uống trước ăn 30 phút, Covaxin 5 mg một viên buổi sáng và Clopidogrel 75 mg một viên buổi sáng. À, khoan, cái toa thuốc này chị dừng lại nha. Em Metformin là XR anh em tác dụng kéo dài á. À. Ha, còn cái Covaxin hồi bữa chị có nói rồi đó. Là cái này mấy bạn ghi sai rồi, cái này là tên tên biệt dược Covaxin cũng không tìm lại luôn ha. Còn cái tên thành phần của cái Covaxin này á là cái Benridoril á nha, Benridoril á. Còn cái Pantoloc là Pantoprazole nha, chứ còn cái thuốc brand name bệnh nhân uống thì mình đừng có quan tâm cái hãng đó, mình chỉ cần cái quan tâm cái thành phần thôi nha, thành phần của nó là gì thôi. Thì mấy cái thuốc này tí nữa mấy bạn coi lại ha, rồi em tiếp đi em. Chào thưa chị và các bạn, tiếp theo là phần lược qua các cơ quan. Đầu tiên là tim mạch, bệnh nhân có đau ngực, không hồi hộp, không đánh trống ngực. Hô hấp, bệnh nhân có khó thở khi đau ngực, không ho. Tiêu hóa, bệnh nhân không đau bụng, không buồn nôn, không nôn. Tiêu phân vàng đóng khuôn, thận niệu, tiểu vàng trong, không gắt bút. Thần kinh, không đau đầu, không chóng mặt. Về cơ xương khớp, không có đau nhức xương khớp. Về phần khám lâm sàng lúc 7 giờ 20 phút ngày 20 tháng 10 năm 2021, bệnh nhân được khám tại phòng khám và chuyển ngay lên khoa. Thì về phần tổng trạng, bệnh nhân tỉnh và tiếp xúc được. Da niêm hồng, không phù, tĩnh mạch cổ không nổi, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ chạm. Mạch là 70 lần trên phút. Nhiệt độ 36,8 độ C, huyết áp 120/80 mmHg thủy ngân, nhịp thở 18 lần trên phút, SpO2 đo được là 93%, cân nặng là 75 kg và chiều cao là 160 cm, tính ra BMI là 29,3 kg trên mét vuông, và theo phân độ của người châu Á thì nó được xếp vào nhóm béo phì độ 1. Khám tim mạch, lồng ngực cân đối, không u, không sẹo mổ cũ, không sao mạch, không tuần hoàn bệnh hệ. Về mõm tim nằm ở liên sườn 6 đường trung đòn trái, không có ổ đập bất thường, hạch xe âm tính, không rung mưu, tim đều 70 lần trên phút, T1, T2 đều rõ, không có âm thổi bệnh lý, mạch 70 lần trên phút đều rõ ở tứ chi. Về hô hấp, bệnh nhân có lồng ngực cân đối, di động theo nhịp thở, không sao mạch, không tuần hoàn bệnh hệ, không u sẹo, thở đều 18 lần trên phút, không có kéo cơ hô hấp phụ, rung thanh đều hai bên, cỡ trong. Rì rào phế nang êm dịu hai phế trường và không nghe thấy rên phổi. Về tiêu hóa, bụng cân đối, không u sẹo, không sao mạch, không tuần hoàn bệnh hệ, du động ruột nghe được là 8 lần trên phút, bụng mềm ấn không đau, không điểm đau hung trú, can lát không sờ chạm. Về thận niệu, dấu chạm thận âm tính, không có cầu bàng quang và không có điểm đau niệu quản trên và giữa. Về phần khám các cơ quan khác,
thần kinh thì bệnh nhân có cổ mềm, không có dấu thần kinh định vị, đồng tử 2 mm, đều hai bên có phản xạ ánh sáng dương tính. Cơ xương khớp có sức cơ tay chân 5/5, khớp không sưng và không giới hạn vận động. Các cơ quan khác thì chưa được ghi nhận bất thường. À, thưa chị và các bạn, thì em xin phép trình tiếp bệnh án phần tóm tắt. Bệnh nhân nam 92 tuổi nhập viện vì đau ngực trái giờ thứ hai. Qua hỏi bệnh và thăm khám ghi nhận triệu chứng cơ nhân đau ngực trái, khó thở, triệu chứng thực thể mỏm tim ở liên sườn 6 đường trung đòn trái, tiền căng có tăng huyết áp độ 2, thiếu máu cơ tim, đã đặt một stent, đái tháo đường tiếp 2, rối loạn lipid máu, sốt huyết tiêu hóa. Về phần đặt vấn đề, bệnh nhân nam 92 tuổi nhập viện vì đau ngực trái giờ thứ hai có các vấn đề sau. Thứ nhất là đau ngực trái giờ thứ hai, thứ hai khó thở, thứ ba là có tiền căn tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7, thiếu máu cơ tim, đã đặt một stent 2019, đái tháo đường tiếp 2, rối loạn lipid máu. Thì chẩn đoán sơ bộ của nhóm em là hội chứng vành cấp giờ thứ hai trên tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7, đái tháo đường tiếp 2, thiếu máu cơ tim cục bộ, đã đặt một stent năm 2019. Chẩn đoán phân biệt của nhóm em thì nhóm em đặt ra hai chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất là thuyên tắc phổi giờ thứ hai, tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7, đái tháo đường tiếp 2, thiếu máu cơ tim cục bộ, đã đặt stent 2019. Và chẩn đoán phân biệt thứ hai là bóc tách động mạch chủ giờ thứ hai, tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7, đái tháo đường tiếp 2, thiếu máu cơ tim cục bộ, đã đặt một stent năm 2019. Về đến phần biện luận lâm sàng, một bệnh nhân nam 92 tuổi, tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2, đã đặt một stent béo phì độ 1, hút thuốc lá 20 gói năm. Đợt bệnh này bệnh nhân có đau ngực sau xương ức, cảm giác như siết chặt, nên là nghĩ nhiều nguyên nhân của bệnh là bệnh mạch vành. Cơn đau dữ dội có cường độ là 9/10, xảy ra khi nghỉ kéo dài lớn hơn 20 lần 20 phút và kèm khó thở, vã mồ hôi, nên nghĩ nhiều là hội chứng vành cấp. Thì bọn em đề nghị cận lâm sàng là động học ECG, động học men tim troponin THS, men tim CKMB, siêu âm tim, chụp mạch vành có cản quang. Trên một bệnh nhân không có nhịp tim nhanh, không ran phổi, không tĩnh mạch cổ nổi, không tiếng tim mờ, gallop, không gallop T3, nên ít nghĩ là bệnh nhân có biến chứng. Thì bọn em đề nghị thêm cận lâm sàng là ít quay ngực thẳng và NT-proBNP, siêu âm tim. Bệnh nhân có đau ngực khởi phát đột ngột, tiền căn tăng huyết áp 20 năm nhưng khám không có âm phổi, mạch rõ, đều tứ chi nên ít nghĩ đến bóc tách động mạch chủ. Bọn em đề nghị thêm cận lâm sàng để chẩn đoán phân biệt là ít quang phổi, ít quang ngực thẳng. Đánh giá các yếu tố nguy cơ theo thang điểm quang là 0 điểm thì lâm sàng bệnh nhân không có thở nhanh, không ho ra máu nên ít nghĩ đến thuyên tắc phổi, đề nghị thêm D-dimer. Phần biện luận lâm sàng, bệnh nhân gần đây không có sốt, không ho, không có thở, không chảy nước mũi, khám tim có nhịp tim đều rõ, không có tiếng cọ ngoài ngoài tim, mạch rõ 70 lần trên phút, nên ngoại trừ viêm màng, nên có thể loại trừ được viêm màng ngoài tim cấp. Bệnh nhân không sốt, không đau đầu, không chảy nước mũi, không tiêu chảy, khám có nhịp tim đều, mạch rõ, không tím tái, không hạch, không phù, thuốc sử dụng hiện tại không có tình trạng phát ban nên không nghĩ tới nguyên nhân là viêm cơ tim. Bệnh nhân không có sang thương ở da, không đau ngực dọc theo các cái đường thần kinh liên sườn, không có hội chứng tia và không đau liên quan đến tư thế, không chấn thương hay va đập vào vùng ngực nên không nghĩ đến các nguyên nhân tại thành ngực. Tiếp đến là bệnh nhân phổi trong, rì rào phế nang êm dịu hai phế trường, không ho, khoang liên sườn giãn rộng nên nghĩ nhiều nguyên nhân, không nghĩ nhiều là do tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi. Và bây giờ bệnh nhân đã bớt khó thở, không ho, không sốt, phổi không rang, không ho ra máu, không tím tái, nhịp thở và nhịp tim bình thường nên nghĩ ít nghĩ đến nguyên nhân là do nhu mô phổi và những nguyên nhân do trung thất. Cơn đau không liên quan đến bữa ăn, đau ngực không kiểu cơn đau không liên quan đến bữa ăn và đau ngực thì không phải kiểu nóng rát, không nôn ói, không tiêu phân đen, và cho nên là bọn em không nghĩ nhiều đến nguyên nhân là do tiêu hóa.
Bệnh nhân nam đau ngực khi nghỉ và không có tình trạng lo lắng, căng thẳng, không có tiền căn trầm cảm hoặc là cơn hoảng loạn trước đây nên không nghĩ là nhiều, không nghĩ nhiều đến nguyên nhân tâm lý. Tóm lại thì bọn em đề nghị một số cận lâm sàng. Thứ nhất là cận lâm sàng chẩn đoán là động học ECG. Thứ hai là động học men tim troponin THS và men tim là CKMB, siêu âm tim, chụp mạch vành có cản quang, NT-proBNP, ít quang ngực thẳng và D-dimer. Các cận lâm sàng thường quy là tổng phân tích tế bào máu, tổng phân tích nước tiểu, ion đồ, AST, ALT, ure và creatinin máu. Cuối cùng là các cận lâm sàng để điều trị hỗ trợ. Để hỗ trợ điều trị là đông cầm máu, TS, APTT, PT, INR và nhóm máu. Tiếp đến là đường huyết, HbA1c, lipid máu và gồm cholesterol toàn phần, LDLC và HDLC, triglyceride. Tiếp theo là phần kết quả cận lâm sàng thì mình sẽ trình bày về ba mục chính. Thứ nhất là cái cận lâm sàng chẩn đoán thì có ECG. Em khoan qua phần kết quả cận lâm sàng đi đến phần biện luận chẩn đoán thì để em coi là cả lớp có thắc mắc, có bạn nào muốn hỏi hay cái gì thắc mắc trước khi mình bước vào cái kết quả cận lâm sàng hay không. Những bạn khác ở kho trong nhóm cũng được, hoặc là những bạn khác ở ở trong lớp của mình á, thì bạn nào mà cảm thấy cái phần này của mình có thắc mắc gì hay không á, thì mình hãy bổ sung và đặt câu hỏi cho nhóm nha. Chị mời bạn Nguyễn Thị Huyền Trâm em. Dạ thưa chị, là ở phần đặt vấn đề em thấy là ca này còn có cái béo phì độ 1, em nghĩ là bạn nên bỏ vô phần vấn đề luôn. Với lại một cái nữa là có bạn đặt vấn đề, bạn còn nói là đau ngực trái, nhưng trong phần chẩn đoán thì bạn có ghi thẳng luôn là cái cơn đau thắt ngực. Vì em thắc mắc là tại sao bạn không có cái chữ hội chứng mạn cấp, tại sao hội chứng mạn cấp bạn không không nghĩ đến một cái vấn đề đặt cho luôn, mà vấn đề thì chỉ như là đau thắt ngực trái, còn chẩn đoán sơ bộ thì mình là ghi hội chứng mạn cấp. Rồi ở trong nhóm giải thích cho bạn đi em. Mình xin trả lời cái béo phì là chắc là do bọn mình thiếu. Cảm ơn bạn Huyền Trần đã góp ý. Còn cái về cái việc đặt vấn đề về cái tại sao bọn mình không đặt hội chứng vành cấp, tại vì nếu mà bọn mình đặt hội chứng vành cấp luôn ấy thì bọn mình bỏ, tại vì bọn mình muốn chẩn đoán với phân biệt với cái hai cái là thuyên tắc phổi với cái bóc tách động mạch chủ ấy, nên là bọn mình để cái đau ngực để mình tiếp cận. Chứ bọn mình mà chẩn ghi là đặt vấn đề là hội chứng vành cấp thì bọn mình đã hướng tới bệnh vài, nên là bọn mình muốn để cái đau ngực. Không biết ý kiến của bạn Trần sao? Bạn Trâm sao? Đồng ý đó. Rồi, bạn Đông ở trong nhóm trả lời là em đồng ý rồi đúng không Trâm? Rồi còn các bạn nào thắc mắc không, như bạn Đỗ Lan Vi nè, Đỗ Thị Lan Vi. Hello, chào nhóm. Mình có những cái thắc mắc là thứ nhất là về cái lý do nhập viện cũng như là cái đặt vấn đề của các bạn đó là, và cả cái tóm tắt là đau ngực trái đó. Nhưng mà khi mình đọc bệnh sử thì mình thấy các bạn mô tả là đau sau xương ức chứ không phải là đau ngực trái. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong cái bệnh sử thì mình có một cái thắc mắc là cơn đau vào lúc 2 giờ thì mô tả là tính chất tương tự như là cơn đau vào thời điểm cách 12 giờ nhập viện, nhưng mà cơn đau vào cách 12 giờ nhập viện thì chỉ kéo dài 20 tới 30 phút thôi. Trong khi cơn đau cách 2 giờ nhập viện thì tới thời điểm nhập viện vẫn còn đau 6 trên 10. Vậy thì liệu rằng hai cái này nó còn
nó còn cùng tính chất nữa hay không, nó có giống nhau hay không. Ý của mình là như vậy. Thêm một cái nữa đó là cái khó thở, thì mình thấy là cái này khó thở của bệnh nhân nó đi kèm với cái đau ngực, và nó tăng giảm theo cái đau ngực, xuất hiện sau cái đau ngực. Thì không biết là nó có phải một cái vấn đề của bệnh nhân cần đặt ra hay không, và tại cái thời điểm mà bệnh nhân nhập viện mà cái đau nó giảm còn 6 trên 10 á, thì lúc này bệnh nhân có còn cảm thấy khó thở hay không. Nếu như bệnh nhân không cảm thấy khó thở làm cái vấn đề độc lập nữa, thì mình nghĩ nó chỉ là triệu chứng kèm theo của cái đau ngực ở một cái người lớn tuổi thôi, 92 tuổi thôi. Thêm một cái là trong cái biện luận đó, thì mình thấy các bạn tức là các bạn biện luận là ít nghĩ bệnh nhân có biến chứng dựa trên là không có nhịp tim nhanh, không có ran phổi, không có tĩnh mạch cổ nổi, không tim mờ, không gallop T3. Thì không biết ở đây biến chứng các bạn đề cập là cụ thể là biến chứng nào. Và thêm nữa là tại vì mình thấy là bệnh nhân có một cái triệu chứng thực thể, đó là mõm tim ở ở liên sườn 6 đường trung đòn trái, thì không thấy các bạn đề cập trong cái phần biện luận này. Để các bạn nghĩ rằng nó có phải một cái biến chứng ở tim hay không. Thì hiện tại thì mình có một số cái thắc mắc như vậy. Cảm ơn nhóm. Mình xin trả lời bạn Mai Quy về cái phần bệnh sử nha. Là cái cơn đau của cái lúc hai con đau cái lúc 2 giờ cách nhập viện với lại cái cơn đau 12 giờ thì đa số các tính chất nó đều giống nhau, trừ cái khoảng mà so với cái cơn đau của 12 giờ thì chỉ có 20 cho tới 30 phút là nó hết, còn cái cơn đau cách 2 giờ nhập viện thì nó kéo dài cho tới khi nhập viện. Với lại là có kèm khó thở, tắc mồ hôi. Còn mấy cái tính chất còn lại giống như là về hướng lan, vị trí hay là cường độ thì nó vẫn giống cái đó, cho nên là đa số thì tụi mình nghĩ là nó giống tính chất của cái cơn đau thứ nhất. Còn về cái bệnh sử bạn hỏi á, là cái phần mà nhập viện á, là cái đau thắt ngực, cái đau này nó có kèm theo khó thở hay không, thì cái lúc mà mình hỏi bệnh sử thì mình quên hỏi là cái lúc nhập viện là bệnh nhân còn cảm thấy khó thở hay không ạ. À? Cảm ơn bạn. Nhóm các bạn cứ trả lời lần lượt hết đi. Không, mình là Huy Anh, mình trả lời cái phần biến chứng của cái bệnh nhân này. Biến chứng ở đây có thể là thứ nhất là suy bơm, trong suy bơm thì có thể bị phù phổi cấp hoặc là suy tim cấp choáng. Thì với cái biểu hiện lâm sàng thì mình như mình đã nói đó, những cái bệnh như phù phổi cấp, suy tim cấp đó, thì nó phải có biểu hiện như là suy hô hấp, tụt huyết áp, phải có nhịp tim nhanh, gallop T3 vậy đó. Thì mình có đề nghị là X quang ngực với lại là siêu âm tim để hỗ trợ cho việc tìm thêm cái biến chứng. Ngoài ra còn có biến chứng có loạn nhịp thì mình ít nghĩ, tại vì mình khám thấy mạch bệnh nhân là bình thường đều rõ rồi, với lại có cái biến chứng cơ học là hở van hai lá, thủng vách liên hấp hoặc là tràn máu màng tim, thì là mình cũng đề nghị thêm cái siêu âm tim để phục vụ cho việc tìm cái biến chứng này. Còn cái về cái khám mõm tim ở liên sườn 6 thì là ở cái phần phía trên cận lâm sàng mình có đề nghị là chụp động mạch vành cản quang và có cái bên hắt trái nữa, để mình tại vì khám trên lâm sàng mình không thấy cái dấu hiệu gì của suy tim hết, với là nên mình không có nghĩ cái này nó liên quan, nên mình có đề nghị chụp mạch vành ở cái bụng và có thể ở bụng hắt trái cản quang để mình đánh giá được cái ảnh hưởng của cái nhà máu cơ tim lên chức năng của hắt trái. Mình xin hết. Sao còn bạn Vi còn thắc mắc gì nữa không em? Em đang đợi các bạn trả lời cho hết. Còn cái lý do nhập viện là tại sao lại là đau ngực trái giờ thứ hai, trong khi là phần mô tả của các bạn trong bệnh sử thì đều là đau sau xương ức. Các em quay quay lại cái phần bệnh sử cho các bạn cùng xem đi em.
Nhóm đại diện cho bạn đi. Thật ra cái này nó là cái vị trí đau ngực là nó sẽ giúp cho mình tiếp cận bệnh nhân đau ngực với lại để giúp mình biện luận về sau á. Nên thành ra mình ghi, nếu như mà trong quá trình hôm qua hình như các em có hỏi chị hướng lan rồi đúng không, thì chị nói chị là đau khu trú cái vùng đó thôi, thì mình chỉ cần ghi ở đại sau xương ức thôi cũng được rồi. Còn cái phần cái thời gian ở đây nha, cái bệnh nhân này các bạn phải chú ý kỹ nè, là cái cơn đau đầu tiên của bệnh nhân kéo dài 20 đến 30 phút, là nó không phải là nó hết hẳn nha. Cơn đau kéo dài 20 đến 30 phút sau đó là nó sẽ giảm dần nhưng mà nó không hề hết hẳn. Thường nếu như mà ở trong một cái bệnh cảnh mà hội chứng phành cấp, mình nghĩ cái cơn đau ngực của người ta là có những cái lúc nó on off, có nghĩa là không phải bệnh nhân mà đau ngực mà kéo dài liên tục, và cũng không phải bệnh nhân cái cơn đau ngực nào mà kéo dài khoảng trên 1 tiếng đồng hồ hoặc là dưới khoảng 1 phút, thì mình ít nghĩ đến cái cơn đau ngực mà kiểu mạch vành. Còn cái cơn đau ngực của những cái bệnh nhân mạch vành mà trong hội chứng phành cấp á, nó thường có những cái đặc điểm là nó có thể là những cơn đau ngực on off, có nghĩa là lúc bệnh nhân sẽ lên cơn đau rồi sau đó nó dịu dần rồi sau đó nó quay lại một cái cơn đau khác. Nên thành ra trong những cái thang điểm đánh giá nguy cơ của bệnh nhân nó có những cái phần, nó một trong những cái yếu tố người ta có đánh giá là đau ngực tái phát ha, đau ngực tái phát có hay không đó. Nên cái bệnh nhân này lúc mà mình hỏi bệnh sử mình phải để ý kỹ, bởi vì khi mình tới đó mình sẽ biện luận, mình sẽ coi cái điện tim của bệnh nhân để mình coi là cái thời điểm bệnh nhân đau ngực á, nếu như các bạn ghi là đau ngực giờ do hội chứng phành cấp giờ thứ hai, nó sẽ khác với lại lúc 12 giờ nha, hai cái đó nó khác nhau. Còn cái câu hỏi của bạn Vi á, nhóm mình còn trả lời gì nữa không, nếu không thì mình sẽ qua thắc mắc của bạn Nguyễn Tấn Dũng nha. Alo, giống như mình hỏi đó là cái phần tóm tắt bệnh án với phần đặt vấn đề á, tại sao vậy? Bạn phần đặt vấn đề là đau ngực kiểu mạch vành mà bạn đặt là đau ngực trái giờ thứ hai, thì nó sẽ bỏ qua những cái tính chất của đau ngực trên đau ngực kiểu bóp nghẹn hay là đau ngực không giảm khi nghỉ ngơi, thì cái này đau ngực trái giờ thứ hai nó không bao quát được cái triệu chứng của bệnh nhân lúc này. Còn cái mình hỏi thứ hai á, cái tiền căn mà thiếu máu cục bộ CTS1 chưa biến chứng đạt một tên 19 do hẹp nhiều, hẹp nhiều đây hẹp bao nhiêu và hẹp những nhánh nào, vì cái chỉ định đặt tên ở bệnh nhân một bệnh nhân bệnh mạch vành mạn á, thì nó có triệu chứng khắt khe chứ phải là muốn đặt tên lúc nào đặt, phải đặt lúc tên lúc này đặt tên có thuốc hay không thuốc, và mình có theo dõi mình có chụp chụp kiểm tra chụp CT mạch vành kiểm tra lại chưa. Về cái phần điều trị á, thì bệnh nhân có tái khám thường xuyên hay không, và cái việc tuân thủ sử dụng thuốc bệnh nhân có đủ không? Tại vì bệnh nhân đã 92 tuổi rồi thì có thể là lúc nhớ lúc quên có uống thuốc, à, tự uống thuốc hay là người nhà cho uống thuốc, và cái lần tái khám đây gần đây nhất bệnh nhân bao nhiêu là từ ngày nào á, vì trong đợt dịch thì có thể bệnh nhân tự ra mua thuốc ở ngoài mà không có vô bệnh viện kiểm tra làm cái cận lâm sàng, mình hỏi đó không? Rồi, một bạn trong nhóm đại diện trả lời các câu hỏi của bạn Tấn Dũng đi em. Dạ, Alo. em xin trả lời câu hỏi của bạn Dũng về cái vấn đề mà đặt stent hồi nãy của bệnh nhân á. Thì hôm bữa nhóm mình có đặt câu hỏi cho chị về cái vấn đề này, thì bệnh nhân bỏ hết các cái giấy tờ về cái vấn đề sau điều trị cái đó rồi, nên là bệnh nhân không có nhớ là bệnh nhân đặt stent có thuốc hay không, thuốc đặt ở vị trí nào ha. Còn bệnh nhân có sử dụng thuốc đều đặn hay không thì bệnh nhân khá là bệnh nhân 92 tuổi nhưng mà bệnh nhân vẫn còn minh mẫn ha, bệnh nhân sử dụng thuốc đều. Về tái khám thì không, đợt này giao dịch nên là bệnh nhân không có đi tái khám, nhưng là bệnh nhân có sử dụng thuốc theo toa, mua thuốc ở bên ngoài sử dụng ha. Có nghĩa là bệnh nhân vẫn minh mẫn, là bệnh nhân vẫn thuốc được. Còn khi mà lấy thuốc hay là đưa thuốc cho bệnh nhân uống thì có con ha, có người nhà đưa cho bệnh nhân. Còn nếu mà bệnh nhân giờ giấc uống này kia là bệnh nhân vẫn biết để mà uống thuốc nha.
Rồi còn cái phần đau ngực thì lúc nãy mấy bạn có nói rồi đó em. Bây giờ nếu ví dụ bạn mấy bạn đau ghi ngực sau xương ức thì đến cái lúc mà các bạn tiếp cận á, lúc mà ấy là nhóm muốn là để biện luận, thì khi mà bạn biện luận về hội chứng vành cấp thì các bạn sẽ nói rõ cái cơn đau ngực đó là đau ngực theo kiểu mạch vành, để ngoài ra bạn có thể hướng đến những các nguyên nhân đau ngực khác, tránh bỏ sót cái trường hợp đau ngực cho bệnh nhân. Em hiểu ý chị nói không? Ví dụ như bây giờ bạn ghi là đặt vấn đề là bệnh nhân này là đau ngực sau xương ức đi, giờ thứ hai chẳng hạn, nhưng mà đến lúc bạn bạn bị loạn đó, thì đầu tiên là hội chứng vành cấp, thì bạn có nói rõ cái đặc điểm của cơn đau ngực đó là đau ngực kiểu mạch vành nó như thế nào, rồi để ngoài cái nguyên nhân đau ngực kiểu mạch vành đó, bệnh nhân đau ngực sau xương ức còn có những nguyên nhân khác, thì bạn lại tiếp cận theo những cái nguyên nhân khác như vậy để tránh bỏ sót cái tình trạng đau ngực của bệnh nhân. Còn nếu như mà em muốn ghi đau ngực kiểu mạch vành trên bệnh nhân này, sau khi em hỏi bệnh sử em thấy rõ ràng cái cơn đau ngực này giống như kiểu mạch vành rồi, thì em ghi đau ngực kiểu mạch vành cũng được. Nhưng mà khi em chuẩn đoán phân biệt với những cái nguyên nhân khác á, thì sẽ giới hạn lại nha, sẽ giới hạn lại, chuẩn đoán nguyên nhân khác nó sẽ giới hạn rồi. Lan Vy em hỏi gì nữa không Lan Vy? Dạ. Đâu có giơ tay đâu chị. Ủa chị mới thấy em giơ tay. Không chị. Rồi rồi rồi. Nha, vậy ở đây nè, lớp mình còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Trước khi qua cái phần cận lâm sàng thì chị sẽ góp ý một lần luôn. Có bạn nào thắc mắc về cái bệnh án bạn mới trình không? Rồi nếu không có thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái slide đầu tiên ha. Nhóm quay lại cho chị cái slide đầu tiên. Ở về hành chánh này ha, có nghĩa là cái bệnh nhân này chú ý nha, thời điểm bạn khám là thời điểm ngay khi bệnh nhân tiếp cận đầu tiên với bệnh nhân luôn là lúc nhập viện nha. Rồi tiếp theo làm bệnh án là thời điểm đó luôn. Rồi lý do nhập viện. Lý do nhập viện thì nhóm có thể sửa lại là đau ngực. Đau ngực. Giờ bây giờ quan trọng qua phần bệnh sử nè. Bây giờ thời điểm mà các em xác định bệnh nhân đau ngực mà bắt đầu có cái sự thay đổi mà chẩn đoán nghĩ đến chẩn đoán sơ bộ hội chứng vành cấp thì là giờ thứ mấy? Bây giờ trước khi muốn biết giờ thứ mấy hay không thì các bạn phải nghĩ đến một cái cơn đau ngực theo cái kiểu hội chứng vành cấp thì nó cái tính chất của cái cơn đau ngực nó như thế nào? Dạ chị, thứ nhất là nó phải đau kiểu mạch vành, là bệnh nhân đau thắt nghẹn hoặc là đè nặng sau xương ức lan qua lan lên vai trái và xuống mặt trong cánh tay và cẳng tay trái tới ngón út áp út và ngón út, hoặc là lan lên tới dưới hàm. Còn đau ngực mà của trong hội chứng mạch vành cấp á, thì là bệnh nhân sẽ tính chất đau của nó là sẽ đột ngột, đau dữ dội, hoặc là thời gian của nó sẽ kéo dài hơn 30 phút, hoặc là đau này nó không liên quan tới cái khởi phát vận động, hoặc là nó cũng không có giảm khi là nghỉ ngơi và uống thuốc. Rồi vậy bây giờ cái bệnh nhân này nè, cái đặc điểm để mà cho mình nghĩ đến cái cơn đau hội chứng mạch vành cấp vì bệnh nhân trên một cái nền bệnh tim thiếu máu cục bộ ha, thì bệnh nhân có một cái cơn đau kiểu mạch vành và cái cơn đau đó là xuất phát lúc nghỉ, đúng chưa? Cơn đau này phải xuất phát khi nghỉ và ngoài ra nó mới nó tăng dần, có nghĩa là cái cường độ so với trước đây nó tăng dần, được chưa? Và không đáp ứng với lại những cái thuốc giảm đau của bệnh nhân mà đã dùng. Có nghĩa là bệnh nhân này mỗi ngày uống những cái thuốc đó nhưng mà vẫn không đáp ứng. Và cái cơn đau này thời gian kéo dài trên 20 phút ha. Kéo dài trên 20 phút và kèm theo những cái triệu chứng nặng khác mà nghĩ đến cái cơn đau hội chứng vành cấp như là khó thở hay là vã mồ hôi chẳng hạn. Đó. Thì cái bệnh nhân này là cái thời điểm cách 12 giờ đó. Các em nhìn lại coi cách 12 giờ những cái đặc điểm của cơn đau của bệnh nhân này có khác hơn so với bình thường để mà mình nghĩ đến cái hội chứng vành cấp hay chưa? Theo như cái bệnh sử này. Dạ chị, là em thấy là nó cũng đã thỏa cái hội chứng vành cấp của chị, là thứ nhất là cái cơn đau này đau nhiều hơn lúc đầu,
và nó đau kéo dài nhiều hơn lúc đầu, và nó cũng không có liên quan tới lại vận động, và nó cũng không giảm khi nghỉ ngơi. Cường độ tăng dần, thời gian kéo dài trên 20 phút xảy ra khi nghỉ, đúng không? Và ngoài ra còn bệnh nhân còn không có những cái yếu tố mà tăng giảm, có nghĩa là trong ngày như vậy là đến lúc 12 giờ cách nhập viện đó là 7 giờ tối ngày hôm trước rồi, là bệnh nhân vẫn đã uống thuốc, sử dụng hết những cái thuốc bệnh nhân có rồi mà không giảm. Đó, thì nhóm phải suy nghĩ tại vì sao tí nữa cái cơn 12 giờ này nè, mình sẽ coi cái điện tim nó sẽ hỗ trợ cho mình. Ha, điện tim nó sẽ giúp cho mình định vị cái thời gian, ước đoán được cái thời gian bệnh nhân bị đau ngực. Còn nếu như mà 2 giờ thì trong cái điện tim nó có vẻ không phù hợp lắm, thì tí nữa không phù hợp ở chỗ nào các bạn sẽ đọc và phân tích cái điện tim như cả lớp cùng xem nha. Rồi xuống slide tiếp theo cho chị đi. Rồi xuống tiếp. Về tiền căn ha, tiền căn về cái phần CCS bệnh nhân, bây giờ chị hỏi lớp là nhóm hồi bữa là bệnh nhân này khai là bệnh nhân này đi bộ khoảng 100 m là bắt đầu cảm thấy mệt, đúng không? Bệnh nhân này đi bộ 100 m là cảm thấy mệt phải ngồi nghỉ, thì cái phân độ CCS của bạn ở đây là CCS 1 là phù hợp chưa? Ủa? Chị lộ nha, chị lộ nha. Khoảng đúng rồi, không, đúng rồi, 100 m. Còn cái chưa biến chứng gì thì không phù hợp nha. Nếu như bệnh tim thiếu máu cục bộ của bệnh nhân á mà chưa có biến chứng gì, là khi mà em đã ghi rồi là sau này là đã tầm soát rõ rồi thì mới ghi là chưa có biến chứng. Còn cái này là bệnh nhân không nói rõ cho mình là đã có tầm soát những cái gì, giấy tờ bệnh nhân mang theo chỉ là cái toa thuốc gần đây nhất thôi, nên thành ra là mình không biết là trước đó bệnh nhân có siêu âm tim, cái chức năng OF của tim như thế nào mình cũng không có rõ, đúng không? Còn cái đặt một stent năm 2019 không phải là do hẹp nhiều. Cái lý do bệnh nhân đặt một stent hôm bữa chị cũng có nói với nhóm rồi á, là bởi vì cái bệnh nhân này được theo như những gì bệnh nhân và người nhà nhớ á, thì có nghĩa là cái thời điểm đó bệnh nhân sau khi uống thuốc điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ trong một thời gian dài, bệnh nhân vẫn còn cảm thấy đau ngực. Nên thành ra là cái lúc mà bệnh nhân đi tái khám được bác sĩ tư vấn ha, tư vấn và không có qua chụp CT scan mạch vành, lúc nãy một bạn có thắc mắc hỏi, bởi vì trên một cái nền bệnh cảnh là bệnh nhân có tăng huyết áp, có đái tháo đường, có rối loạn lipid máu và tiền căn trước đó là có hút thuốc lá, nên là được chỉ định đi thẳng để chụp mạch vành luôn chứ không có chụp CT scan mạch vành nữa. Thì lúc đó là bệnh nhân đặt stent trong cái bệnh cảnh là cái hội chứng vành mạng chụp theo chương trình chứ không phải là bị nhồi máu cơ tim cấp để mà đặt stent ha. Hai cái đó nó sẽ khác nhau. Còn cái stent ở vị trí nào thì bệnh nhân không có nhớ nha. Rồi cho chị qua slide tiếp đi em. Ở cái thời điểm mà bệnh nhân không đi tái khám uống thuốc theo toa cũ là cũng được khoảng một tháng nay rồi nha. Lúc nãy có bạn nào thắc mắc đó. Tiếp theo. Rồi cái tái thuốc hiện tại này là các bạn nắm hết nha. Đó, nhóm về coi lại nè, có Novomic, Metformin, Capvedilon, Novomic ghi ra insulin đi. Rồi Rosuvastatin, Pantoprazole, Benridoprim và Clopidogrel. Đó, những cái toa thuốc mà bệnh nhân hiện tại đang uống. Còn cái hàm brand name hay chính hãng gì đó thì mình cũng không cần quan tâm đó, mình chỉ quan tâm chủ yếu là cái thành phần của nó là gì thôi ha. Rồi tiếp đi em. Lượng các cơ quan thì bệnh nhân còn đau ngực em ghi tại thời điểm em khám là còn 6/10 hay bao nhiêu để em ghi cụ thể ra ha. Rồi. Phần thăm khám thì lượt qua cho chị đi. Thì ở trong cái phần mà tóm tắt bệnh án của bệnh nhân á, thì ở đây là các bạn có tóm tắt cái phần bệnh án có triệu chứng thực thể nè, nhưng mà bạn không đưa vào phần đặt vấn đề ha. Tiếp theo. Cái phần đặt vấn đề.
Lúc nãy mấy bạn có bổ sung rồi về nhóm sửa lại nha. Rồi tiếp theo. Rồi ở trong cái phần chẩn đoán sơ bộ của bạn là nghĩ đến hội chứng vành cấp. Bây giờ nếu như sau những cái bệnh sử này thì mình nghĩ là cái hội chứng vành cấp này là giờ thứ mấy? Giờ thứ 12. Giờ thứ 12 rồi, bây giờ nè, trên này là bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ đã đặt một stent đúng không? Rồi rối loạn lipid máu nữa. Đúng không? Rối loạn lipid máu mấy bạn chưa đưa vô đây cho chị nữa. Còn béo phì gì đó nữa thì mình cũng đưa vô. Thì những cái bệnh nhân này nếu mà mình xét ra là bệnh nhân này, các em coi thử coi có đủ thỏa tiêu chuẩn để chẩn đoán coi bệnh nhân có cái tình trạng bệnh lý về chuyển hóa rồi đó. Rồi bây giờ về cái phần chẩn đoán phân biệt ha, bây giờ mình đã là Y6 rồi, mình tiếp cận một bệnh nhân đau ngực thì đồng ý với nguyên tắc là khi mình tiếp cận một bệnh nhân đau ngực thì mình sẽ đi tìm hết, mình phải đánh giá đầy đủ các nguyên nhân đau ngực có thể gặp trên bệnh nhân đó, có nghĩa là mình phải cá thể hóa cái bệnh nhân mà mình gặp, chứ không phải là khi mà mình tiếp cận một bệnh nhân đau ngực em liệt kê hết tất cả những trong cái phần biện luận đó, em liệt kê hết hầu như là tất cả các nguyên nhân đau ngực có thể gặp ở trên một bệnh nhân. Mình phải coi lại thử có cái bệnh nhân đang đứng trước mặt mình đó, là cái đau ngực, cái kiểu đau ngực của bệnh nhân là sau xương ức như vậy đó, thì nó có phải là liên quan đến những cái bệnh cảnh mà mình đề ra, ví dụ như là những cái bệnh gì lúc nãy mấy bạn nói là nguyên nhân đến thành ngực hả, rồi tràn khí màng phổi này kia đó. Thì khi mà trong thực tế lâm sàng ha, trong thực tế lâm sàng có rất là nhiều nguyên nhân đau ngực khác nhau, em không thể nào mà phân biệt cùng một lúc hết tất cả các nguyên nhân đau ngực mà để đề nghị tất cả các cận lâm sàng cho bệnh nhân được, để mà phân biệt cái đó được. Mình phải cá thể hóa bệnh nhân khi mình gặp một bệnh nhân đau ngực trên một cái cơ địa như vậy. Mình nghĩ những cái nguyên nhân đau ngực nào cần thiết và gần nhất để mình chẩn đoán phân biệt với bệnh nhân thì lúc đó mình mới làm và mình mới đưa vào cái chẩn đoán phân biệt và đưa vào cái phần biện luận của mình. Còn không cần phải liệt kê hết như là khi mình đi học Y4 hoặc là Y2 mình tiếp cận một bệnh nhân đau ngực như hồi trước nữa. Bởi vì bây giờ mình đã có một cái nhìn tổng quan về bệnh nhân rồi, mình đã biết được cái bệnh nhân này là cái nguy cơ khả năng bệnh nhân mắc bệnh tim mạch mà có những cái triệu chứng đau ngực này thì mình tiếp cận những nguyên nhân nào rồi, mình nhớ rồi đúng không? Rồi bạn lật tiếp cái slide biện luận cho chị đi để chị phân tích kỹ hơn nè. Cái phần về biện luận cận lâm sàng này ha, thì các em thấy là ở trong cái cận lâm sàng đầu tiên bạn nghĩ đến hội chứng vành cấp đó, thì bạn có nói được là đây là những bệnh nhân này phải nói được là có yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành, ví dụ như là nam lớn tuổi nè, có những cái tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường, đã đặt stent béo phì hay này kia rồi và đã được chẩn đoán bệnh mạch vành rồi vân vân. Đó, đợt nhập viện này có một cái cơn đau ngực mà sau khi miêu tả là giống như là đau ngực kiểu mạch vành, và những cái cơn đau ngực này về thay đổi nha, thay đổi những cái triệu chứng nó xuất hiện lúc nghỉ, thời gian và cường độ nó tăng lên đó, nên mình nghĩ nhiều đó là đến hội chứng vành cấp. Rồi lúc đó mình sẽ đề nghị cận lâm sàng giống như bạn đã nói, và trong cái đề nghị cận lâm sàng nha, cái chụp mạch vành có cản quang không phải là một đề nghị cận lâm sàng, các em nhớ nha. Nha, chụp mạch vành có cản quang ở đây, ở trong cái trường hợp này của mình đó là phương pháp BCI tim phát đó, thì khi mình chẩn đoán bệnh nhân hội chứng vành cấp và cụ thể là cái thể nào rồi thì lúc đó mình đưa bệnh nhân đi chụp mạch vành có cản quang, thì lúc này cái đó là vừa vào, thứ nhất nó cũng là một cái phương tiện để chẩn đoán và cũng là một cái phương tiện để điều trị. Chứ mình không có đưa vào cái đề nghị cận lâm sàng ngay bây giờ, tại vì mình phải làm ra, ví dụ như là em làm ra động học men tim nè, bệnh nhân tăng, hoặc là động học về OCG, nó có biến đổi OCG, lúc đó em chẩn đoán rõ bệnh nhân này có hội chứng vành cấp thì lúc này mới đưa đi chụp mạch vành có cản quang nếu như là STEMI. Còn không, ví dụ như bệnh nhân là một con đau thắt ngực không ổn định thì sao, thì lúc này em có cho bệnh nhân đi chụp mạch vành liền không, đúng không? Lúc đó mình phải phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân rồi, mình tiếp cận bệnh nhân khác rồi. Mình không có thể nào mà đề nghị, có nghĩa là khi mình đề nghị cận lâm sàng thì mình sẽ đề nghị từng bước một. Ví dụ em có kết quả của cái này rồi, khi em chẩn đoán, em nghĩ ra, em hướng ra, em định ra cái dạng của bệnh nhân rồi, lúc đó em mới tiếp tục đề nghị, chứ không phải đề nghị ngay từ đầu là như vậy nha.
Rồi những cái biến chứng lúc nãy các bạn có đề cập rồi đó ha, thì các bạn cũng hiểu là trong bệnh mạch vành đó, là có thể có những cái biến chứng khi mà hội chứng vành cấp đó, thì có thể có những cái biến chứng đó, ví dụ như biến chứng về cơ học nè, như là vỡ thành tự do nè, đúng không, vỡ vách liên thấp nè, rồi bệnh nhân có thể hở van hai lá cấp hoặc là tràn dịch màng ngoài tim đó, thì lúc đó những cái biểu hiện đó thì có thể là mình sẽ thăm khám, đặc biệt là những cái rối loạn nhịp nữa nguy hiểm mình có thể thăm khám và phát hiện trên lâm sàng, suy tim chẳng hạn. Rồi rồi tiếp theo em cho chị qua slide tiếp theo. Tiền căn tăng huyết áp nè, khám nè, không có âm thổi, em phải ghi ra huyết áp của bệnh nhân bao nhiêu nữa, đúng không? Rồi cơn đau ngực của bệnh nhân chỉ có một cái duy nhất là khởi phát đột ngột, không có cái kiểu đau ví dụ như là lan đau nhói, đau như xé, đau lan ra sau lưng là không có, nên mình ít nghĩ đó. Rồi về cái thuyên tắc phổi, ngoài cái yếu tố nguy cơ thang điểm well thì mình cũng đầu tiên mình cũng phải nói coi là bệnh nhân này mình phải có một cái câu vào là nếu như mà khi mà nghĩ đến thuyên tắc phổi thì mình phải nói được là có những yếu tố nguy cơ tăng đông hay không, đúng không? Ví dụ có những cái bệnh lý như là ung thư nằm bất động lâu ngày tại chỗ sau cái phẫu thuật vùng chậu hay là gì đó hay không đó, rồi bắt đầu mình mới nói vào những cái thang điểm này, thì lúc đó mình mới nghĩ nếu như mà mình đã tính thang điểm well là không điểm, lâm sàng bệnh nhân không thở nhanh, không ho ra máu thì mình có cần đề nghị dedime không, mình có cần đề nghị dedime không, thì mình phải coi lại nha. Rồi qua đi em tiếp theo. Bệnh nhân đó, những cái ví dụ như là viêm màng ngoài tim cấp nè, hoặc là viêm cơ tim cấp. Rồi tiếp theo, ví dụ như là nguyên nhân tại thành ngực, hay là không, ở dưới đó đi em, nguyên nhân tại thành ngực nào đó, rồi nguyên nhân nhu mô phổi và trung thách đó, nghĩa là cái cách tiếp cận của các bạn bây giờ rất là rộng. Bệnh nhân này bây giờ mình phải cá thể hóa vào là khi bệnh nhân đau ngực với những cái đặc điểm, những cái cơn đau ngực đó, hàng đầu số 1 nghĩ là gì thì lúc đó mình xếp vào chẩn đoán sơ bộ, hàng thứ 2 nghĩ là gì, thứ 3 nghĩ là gì thì mình nhờ chẩn đoán phân biệt, chứ mình không có đi là đau ngực là do nguyên nhân tim, do nguyên nhân phổi, do thành ngực, rồi do các chấn thương vân vân gì đó, thì lúc đó mình sẽ không có liệt kê hết tất cả ra để rồi mình loại trừ cái đó nữa nha. Vậy bây giờ là đến phần đề nghị cận lâm sàng, thì các em mở cho chị cái slide đề nghị cận lâm sàng đi. Có bạn nào muốn bổ sung các đề nghị cận lâm sàng của bạn hay không, hay là có đóng góp ý kiến gì cho nhóm về cái phần đề nghị cận lâm sàng này hay không? Em cho các bạn xem slide tiếp đi em. Nhớ nha, cái chụp mạch vành có cản quang mình không đưa vào để nghĩ cận lâm sàng nha. Rồi vậy bây giờ nếu không có gì thì các bạn bị loại cận lâm sàng đi em. Đọc, nhận xét và bị loại cận lâm sàng. Dạ, alo, chào chị và các bạn. Thì tiếp theo xin trình bày cái phần kết quả cận lâm sàng. Thì bệnh nhân được làm hai cái ECG và một cái vào lúc 8 giờ và một lúc vào lúc 8 giờ 47 phút. Thì đây là cái kết quả ECG đầu tiên. Thì tốc độ của máy là 25 ms/s, 1 cm với 1 mV, nhịp xoắn đều, tần số 71 lần một phút, trục trung gian alpha 90 độ. Và ST thì nhóm đọc thấy có ST chênh lên ở chuyển đạo D3 và chuyển đạo IVF chênh lên lớn hơn 1 mm, âm biến đổi thứ phát, và cái ST chênh xuống ở chuyển đạo V2 và V4
không thấy sóng quy bệnh lý. Cảm nghĩ của nhóm là nhồi máu cơ tim thành dưới, thì nhóm đề nghị mắc thêm cái V3R và V4L. Thì lúc 8:47 bệnh nhân được làm một cái ECG lại. Thì cái khác biệt của cái ECG thứ hai so với ECG thứ nhất thì là nhịp tim 6-8 lần phút, cái ST vẫn chứng lên ở D3 và AVF, có V3R, V4R, ST chứng xuống, sóng tê âm thứ phát và dày từ cái V2 đến V6, không có sóng quy bệnh lý. Thì cảm nghĩ của nhóm vẫn là nhồi máu cơ tim thành dưới. Còn về cái kết quả của men tim thì kết quả của cái troponin TSS lần đầu tiên là 1594 nanogram trên lít, thì nó lớn hơn 52 nanogram trên lít, nó ủng hộ cái chẩn đoán STEMI của nhóm. Cái CKMB thì là 27,8 U trên lít, còn cái NT-proBNP thì là 1919 picogram trên millilit, thì nó lớn hơn 1800. Nhưng mà ở cái ngưỡng này so với bệnh nhân là bệnh nhân đã 92 tuổi, nhưng mà mình cần lưu ý cái chức năng thận của bệnh nhân. Về cái siêu âm tim thì chức năng tâm thu thất trái bảo tồn EF 60% theo phương pháp Simpson, van động mạch chủ dày vôi hóa, hở van 2 lá 1/4, buồng tim không giãn, thành tim không dày, vách không dày, vách liên nhĩ nguyên vẹn. Bệnh nhân có giảm động phần đáy, thành dưới và thành sau, không tăng áp động mạch phổi, không tràn dịch màng ngoài tim, không huyết thối buồng tim. Về cái X quang thì là phim PA, khí quản không lệch. Trên phim thì không có phát hiện bất kỳ trường hợp khác ngoài cái chỉ số tim và lồng ngực lớn hơn 0,5. Về cái công thức máu của bệnh nhân thì bệnh nhân có cái bạch cầu là 6.000, nitro là 62,1%, hemoglobin 12,3, HCT 36,4, không có hồng cầu không nhỏ, không thiếu sót. Bệnh nhân có một cái giảm tiểu cầu là 102.000 trên ulit, nhóm máu của bệnh nhân là B cộng. Về cái sinh hóa máu của bệnh nhân thì lipid máu của bệnh nhân thì cholesterol toàn phần là 3,4 mmol trên lít, triglycerides là 4,2 mmol trên lít, HDLC là 0,7 mmol trên lít, LDLC là 0,79 mmol trên lít. Thì cái LDLC của bệnh nhân thì đạt ngưỡng bình thường. Còn cái GLU và HbA1c của bệnh nhân thì chưa đạt cái yêu cầu điều trị. Cái ion đồ của bệnh nhân thì trong giá trị bình thường. Ure của bệnh nhân là 8,3 mmol trên lít và creatinine là 106 mmol trên lít. Thì tính ra được eGFR của bệnh nhân là 35 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da. Thì ở đây nhóm đề nghị lại là làm lại một cái xét nghiệm chức năng thận cho bệnh nhân trước khi ra viện. Còn bệnh nhân có một cái men gan thì là AST nó tăng, thì có thể là trong cái STEMI có thể cái AST nó tăng nhẹ. Về cái đông cầm máu của bệnh nhân thì họ không có phát hiện bất thường. Chẩn đoán của nhóm là STEMI thành dưới thứ hai, clip 1, tăng huyết áp độ 2 theo NGC7, đái tháo đường tiếp 2, rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim cục bộ đã làm một stent năm 2019 và bệnh nhân có béo phì. Mình dừng đến phần chẩn đoán xác định này đi em. Rồi bây giờ mình coi thử nè, nếu như mà mấy bạn chẩn đoán là STEMI thành dưới thì bây giờ mình coi lại cái điện tim STEMI thành dưới giờ thứ hai ha, giờ thứ hai có phù hợp hay không. Rồi các bạn khác trong lớp mình cho ý kiến đi em. Dạ chị, em trong nhóm em có ý kiến bổ sung cho nhóm không? Em bổ sung đi em. Dạ chị, thì chị theo chị gợi ý thì cái giờ thứ hai thì cũng ở đây cũng có lẽ là không phù hợp, bởi vì theo diễn tiến trên các pha trên ECG thì nếu mà giờ thứ hai thường thường nó sẽ có một cái sóng T tăng, sóng T tối cấp và đoàn ST sẽ chênh vòm lên ạ. Còn ở đây thì D3 AVF có vẻ là nó đã bắt đầu bớt chênh đi và sóng T thì có biến độ thứ phát và
có thể âm biến độ thứ phát ở đây, nên là có thể là cái hội chứng vành cấp này có thể là 12 giờ thì có thể hợp lý hơn. Đúng rồi, và trong cái định tim này mình thấy nó bắt đầu có sóng quy rồi đó. Các bạn thấy ha, ở D2 và AVF là bắt đầu có sóng quy, bắt đầu xuất hiện rồi đó. Nên nếu như mà các bạn là chẩn đoán với lại cái sóng T của mình đang bắt đầu có thay đổi rồi, nó bắt đầu là chuyển dạng từ 2 pha rồi đó. Rồi và một cái điểm nữa là cái nãy giờ các bạn đọc ở đây á, là khi mà mình nghĩ đến thành dưới thì mình phải làm một cái biện pháp nữa là đo ở thích phải là đúng rồi. Và có nhiều khi thành dưới nó có kèm nhồi máu với thành bên, tuy nhiên là ở thành bên đây thì không có được đo, nên thành ra là mình không có biết. Thì mình thấy được cái dấu của V1, V2 á, à thành sau chứ, dấu V1, V2 là nó trên xuống ha. Và còn một phần nữa mà các bạn nãy giờ chưa đọc là trên cái điện tim này còn một bất thường nữa, các bạn có nhìn thấy không? Các bạn tính cho chị đi cái khoảng PR của bệnh nhân như thế nào? Thưa chị, bệnh nhân có một cái lóc AV độ 1. Đúng rồi, cái PR của bệnh nhân là kéo dài ha, trên 0,2 giây rồi đó. Thì cái bệnh nhân này có kèm cái block AV độ 1 nữa. Đó là về cái điện tim nha. Thì từ cái điện tim này kết hợp với lại cái siêu âm tim. Cái siêu âm tim lúc nãy của mình là bệnh nhân giãn động vùng thành dưới và thành sau, đúng không? Thì các bạn có thấy là nó phù hợp với lại cái kết quả điện tim mình đọc hay không, và sau đó thì mình nghĩ là cái bệnh nhân này sẽ tổn thương cái nhánh nào. Tao nhóm về nhà có chuẩn bị bài rồi mà, cái câu hỏi này hồi bữa chị cũng có hỏi nhóm rồi mà. Dạ thưa chị, thì cái tổn thương mình nghĩ đó là ở thành thành dưới, thì kết hợp với đo cả bên những cái chuyển đạo bên phải thì nghĩ là nhồi máu cơ tim do nhánh động mạch vành phải ạ. Mình nghĩ ở đây là tắc RCA ha, tại vì thứ nhất là cái RCA là nó chi phối cho thành dưới nè, đúng không? Có trường hợp RCA là ưu thế vành phải thì nó có thể chi phối cho thành dưới, và cái thứ hai là bệnh nhân này có bị ảnh hưởng đến cái nút AV rồi đó. Đó, nút AV, nút dẫn truyền, thì nhiều khi là cái nguồn cung cấp máu cho cái nút đó cũng một phần do nhánh phải nuôi, thì vì vậy nên bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện block sớm, block AV độ 1 ha. Thì những cái trường hợp như vậy á, thì vì sao mình phải nghĩ đến cái sang thương thủ phạm? À, kết hợp với siêu âm tim, bệnh nhân có giảm động vùng thành dưới, phù hợp với cái điện tim là nghỉ nhồi máu thành dưới. Để mà khi mình giả sử cái trường hợp này mà chụp mạch vành ra thì mình phải tiên đoán được là bệnh nhân này có bệnh đái tháo đường lâu năm, đúng không? Đái tháo đường lâu năm kiểm soát kém thì cái khả năng bệnh nhân bị bệnh mạch vành ba nhánh là có. Thì khi mình chụp ra thì trong cái trường hợp này mình còn biết là cái sang thương nào là sang thương thủ phạm để mình ưu tiên mình can thiệp cho bệnh nhân trước, đúng không? Mình ưu tiên mình can thiệp cho bệnh nhân. Thì tí nữa mình sẽ coi thử coi là cái kết quả chụp mạch vành nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ nhóm trình bày học qua tiếp các phần cận lâm sàng còn lại đi. Về cái men tim và cái động học men tim vậy á, rồi các bạn có thắc mắc gì không? Có nghĩa là ngay từ lần làm cái men tim đầu tiên bệnh nhân đã tăng rồi, nên bệnh nhân này là mình chẩn đoán là kết hợp với cái điện tim như các bạn nói ha, là mình đã chẩn đoán là STEMI là phù hợp. Và STEMI sau khi mình phân tích lúc nãy giờ đó thì là giờ thứ 12 nha. STEMI thành dưới giờ thứ 12 chưa ghi nhận biến chứng, và phân độ Kielit nữa nha em. Lúc nãy cái chẩn đoán xác định của nhóm có phân độ Kielit không ta? Dạ có chị. Chưa có biến chứng gì hết ha. Rồi, ngoài ra còn có một số các bất thường ở trong cái bệnh nhân này, ví dụ như là tình trạng tiểu cầu giảm nè. Tiểu cầu giảm. Rồi về sinh hóa thì có ghi nhận là HbA1c của bệnh nhân là
tăng, có nghĩa là trong vòng 3 tháng nay bệnh nhân kiểm soát đường huyết kém ha, thì mình phải làm sao ở trong nội viện. Bây giờ một câu hỏi tiếp theo của chị là với các H3A1C này á, thì trên bệnh nhân 92 tuổi này mình nghĩ là mình nên đưa H3A1C về bao nhiêu? À, dạ thưa chị, em xin trả lời là đưa về khoảng dưới 8.5 ạ. Vì sao? Thưa chị, là vì bệnh nhân này có nhiều bệnh nền mà bệnh đái tháo đường cũng đã lâu rồi. Và bệnh nhân cũng lớn tuổi nữa, cho nên kiểm soát cái A1C này nó ít chặt chẽ hơn là mình ở người trẻ ít bệnh. Mình sẽ không có kiểm soát quá chặt chẽ như người bình thường ha, như người trẻ. Rồi thứ nhất là bệnh nhân bị lâu như bạn nói đúng, và thứ hai là về cái thời gian sống của bệnh nhân, tiên lượng sống còn của bệnh nhân thì cũng không còn nhiều, nên thành ra là mình không đặt nặng cái vấn đề kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Như vậy mục tiêu kiểm soát đường huyết trong nội viện của bệnh nhân này sẽ khoảng là bao nhiêu? Dạ thưa chị là dưới 180mg trên decilit. Mình sẽ kiểm soát đường huyết trong nội viện dao động khoảng 10mm là được rồi ha. Và cái thứ hai, bệnh nhân này có một cái rối loạn lipid máu. Ở đây là bệnh nhân có một cái tình trạng LDL bệnh nhân thì rất là tốt nha. LDL-C của bệnh nhân là dưới 0.79, là dưới 1, được chưa? Và trong đó triglyceride của bệnh nhân thì còn cao nha. Thì thường những đặc điểm của những cái bệnh nhân đái tháo đường là có xu hướng tăng tri nha, có xu hướng tăng tri rất là cao. Thì tí nữa mình sẽ bàn luận thêm về cái này. Và cái độ lọc cầu thận nha nhóm. Cái nhóm mình tính công thức là độ thanh thận creatinine là ra 35 hả em? Mấy bạn tính lại đi nha. Chị tính lại thử coi hôm bữa chị. Tuy nhiên là 106. Đúng rồi, chị còn khoảng cỡ đó thôi. Rồi. Rồi cái men gan này ha, bạn cũng đã lý giải vì sao rồi. Nếu như mình tiếp cận một bệnh nhân mình thấy chỉ đơn thuần là tăng một cái men AST trong cái bệnh cảnh là nhồi máu hoặc là hội chứng vạch cấp như vậy á, thì mình có thể nghĩ là cái này chỉ là tăng thứ phát hậu quả thôi, chứ không phải là bệnh nhân có một cái tiền căn là tăng men gan trước đây nha. Rồi, ngoài ra bệnh nhân không có gì hết đúng không em? Cái bệnh nhân này có một cái đặc điểm nữa mà nãy giờ mình bỏ ngỏ, đó là cái mõm tim của bệnh nhân. Thứ nhất mình khám thấy bóng tim to, và thứ hai là nó được khẳng định lại trên cái chụp X quang nha, trên cái chụp X quang. Nên và chưa kể là bệnh nhân có một cái NT-proBNP tăng nha, cái NT-proBNP này của bệnh nhân là cao chứ không phải là thấp đâu, là tăng. Thì bây giờ mình phải đánh giá thử coi và thăm khám lại trên lâm sàng coi bệnh nhân này có những cái triệu chứng và những cái biểu hiện của suy tim hay không, hay chưa, để mình chuẩn mình khởi động mình điều trị cho bệnh nhân về cái tình trạng suy tim này nha. Và cũng có thể là một cái bây giờ người ta hồi bữa nhóm có về nhà tìm hiểu vì sao mình làm xét nghiệm NT-proBNP chưa em? Dạ thưa chị, em là Huy Anh, em xin trả lời. Thì cái nồng độ NT-proBNP nó là còn là một cái yếu tố tiên lượng tử vong độc lập với các yếu tố nguy cơ khác, nó liên quan tới cái tình trạng suy tim sau hội chứng vành cấp. Chứ là mình có thể sử dụng nồng độ NT-proBNP kết hợp với cái hang điểm khác để là đánh giá tiên lượng tử vong và biến cố tim mạch trong cái bệnh nhân bị hội chứng vành cấp. Đúng rồi, nó rất là quan trọng trong việc đánh giá tiên lượng, và thứ hai là nó có phần cái từ cái tiên lượng đó để mà người ta còn phân tầng nguy cơ nữa. Ha. Rồi bây giờ nhóm sau khi đi vào trận đánh xác định như vậy thì mình sẽ đi vào cái phần nguyên tắc điều trị và cái điều trị cụ thể cho bệnh nhân này coi sao em.
Dạ, chào chị và các bạn. Thì sau đây em xin trình bày về hướng điều trị bằng những cái điều trị cụ thể trên bệnh nhân này. Thì hướng điều trị bao gồm đó là mình lựa chọn chiến lược tái tưới máu cho bệnh nhân bằng can thiệp động mạch vành qua da PCI, kháng huyết khối bằng thuốc chống đông, kháng kết tập tiểu cầu, điều trị biến chứng, điều trị bệnh nền và điều trị dài ngày phòng ngừa thứ phát cho bệnh nhân. Về điều trị cụ thể thì đầu tiên đó là việc lựa chọn chiến lược tái tưới máu. Thì trên bệnh nhân này, bệnh nhân khi mà tiếp cận mình mà có đo ra ECG rồi kết hợp với cận lâm sàng thì mình sẽ tại Bệnh viện Thống Nhất là một cơ sở có PCI thì mình sẽ khởi động ngay chiến lược can thiệp động mạch vành thị đầu mà có thể là bỏ qua luôn cái suy nghĩ là cái chiến lược tiêu sợi huyết. Đối với can thiệp động mạch vành thị đầu thì việc lựa chọn stent thì người ta chứng minh là stent phụ thuốc thế hệ mới có ưu điểm vượt trội về an toàn và hiệu quả so với nong bóng hoặc là dùng stent trần. Trước khi can thiệp thì mình lập trước khi can thiệp thì mình lập đường truyền, mắc monitor theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO2 về vấn đề oxy, giảm đau và an thần. Thì oxy được chỉ định khi mà có bệnh nhân có một tình trạng oxy máu thấp, SAOC dưới 90% hoặc là PAOC dưới 60 mm thủy ngân, và oxy thường quy thì không có được khuyến cáo trên những bệnh nhân mà có SAOC trên 90%, bởi vì là nồng độ oxy cao có thể gây nên tình trạng nặng hơn của tổn thương cơ tim. Cũng có thể xài morphine để giảm đau cho bệnh nhân. Đối với việc sử dụng nitrat thì ngậm dưới lưỡi mỗi 5 phút nhân 3 lần cho bệnh nhân đau ngực liên tục do thiếu máu, sau đó đánh giá là nhu cầu phải dùng thêm. Nếu như bệnh nhân mà vẫn còn đau ngực hoặc có tình trạng suy tim, tăng huyết áp thì mình có thể dùng nitroglycerin tiêm tĩnh mạch. Chống chỉ định của nitrat là khi bệnh nhân có hạ huyết áp dưới 90 mm thủy ngân, nhồi máu cơ tim thất phải, hẹp van động mạch trụ hoặc trước đó có dùng thuốc ức chế phosphodiestera. Thì bệnh nhân này thì em làm gì với bệnh nhân? Dạ thưa chị, thì đầu tiên là mình khởi động cái PCI cho bệnh nhân. Còn trước khi PCI thì mình lập đường truyền, mắc monitor theo dõi cho bệnh nhân. Oxy thì cũng không quá cần thiết. Giảm đau an thần thì mình cũng có thể cân nhắc. Còn nitrat thì do là mình nghi ngờ có nhồi máu. Dạ. Em có xài không? Dạ không ạ. Cụ thể đi, đầu tiên là em sẽ nói điều dưỡng đúng không, lập đường truyền, mắc monitor, lập đường truyền là sẽ lấy ven ở tay đúng không, đó đấy những cái đường truyền lớn đó, ở ngoại biên mà lớn đó, để có thể truyền dịch. Rồi thứ hai là mắc monitor theo dõi đúng không, kẹp SpO2, đo nhịp tim, nhịp huyết áp, rồi bây giờ không thở oxy đúng không, là gắn không gắn oxy. Rồi giảm đau thì không cho hay sao? Dạ thì giảm đau thì hiện tại thì đau của bệnh nhân đã giảm còn 6 trên 10 thôi ạ. Nên có thể không cho. Rồi, an thần, có cần an thần không? Bệnh nhân có quá lo lắng, có vật vã kích thích không? Dạ không, bệnh nhân không có vật vã lo lắng gì hết nên mình cũng không cho luôn. Rồi, tiếp. Trước khi PCI thì phải cần có liều tại của thuốc kháng kết tập tiểu cầu và thuốc chống đông. Thì thuốc ức chế P2Y12 mạnh đó là Prasugrel và Ticagrelor được ưu tiên. Và nếu mà không có thì mình có thể dùng Lopidogrel nếu không có chống chỉ định tại cái thời điểm PCI, tại trước khi PCI hoặc là muộn nhất là tại thời điểm PCI và duy trì trên 12 tháng trừ khi có chống chỉ định nhưng nguy cơ chảy máu cao. Aspirin đường uống hoặc mà nếu không uống được thì là đường tĩnh mạch. Tiêm tĩnh mạch càng sớm càng tốt cho bệnh nhân nếu như không có chống chỉ định. Liều ở đây đó là aspirin 150 đến 300 mg đường uống loại tan nhanh hoặc là 75 đến 250 mg đường tiêm kèm với một trong các thuốc ức chế thụ thể P2Y12. Ở đây có ticagrelor, prasugrel, lopidogrel. Thì prasugrel ở những cái bệnh nhân chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền căn đột quỵ, cơn thiếu máu não thoáng qua và không được khuyến cáo ở những cái bệnh nhân trên 75 tuổi. Hoặc là có trọng lượng cơ thể dưới 60 kg thì bệnh nhân của mình là 92 tuổi, do đó thì chọn thì mình ưu tiên xài ticagrelor 180 mg đều tại cho bệnh nhân. Rồi còn kháng kết tập tiểu cầu em dùng aspirin liều bao nhiêu? Em cho liều 81 mg mấy viên? Dạ liều 300 là 4 viên ạ. Cho bệnh nhân nhai và
đường 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 uống ạ. Cái gì? Bán 4 viên hả? Dạ, đúng rồi chị, 4 viên aspirin. Sao lại không dùng liều 150 mà dùng liều 300? Dạ thưa chị thì theo em nhớ thì liều 300 nó sẽ mình xài liều tại cho bệnh nhân, liều 300 thì có tác dụng nhanh hơn và mạnh hơn đúng không chị? Vậy sao guideline người ta khuyến cáo 150 cũng được kìa. Em nên nhớ bệnh nhân này lớn tuổi là một, cái thứ hai là bệnh nhân này có tiền căn suất huyết tiêu hóa nha. Dạ chị đúng rồi, em quên cái tiền căn suất. Với lại ti kẹt Krelon nữa, ti kẹt Krelon là cái nguy cơ chảy máu nó còn cao hơn rất nhiều clopidogrel đó. Nha, ti kẹt Krelon là nguy cơ chảy máu hơn rất là nhiều, tại vì cái này là nó kháng cái tập tiểu cầu rất là mạnh. Nhưng mà mình xài đi cả Relo trên bệnh nhân này cũng được. Nói chung là không có chống chỉ định thì không nói làm gì. Tuy nhiên nó cái aspirin mình chỉ cần xài 2 đến 3 viên là được rồi, không cần 4 viên đâu. Nha. Dạ chị. Rồi tiếp theo. Về thuốc chống đông, liều thuốc ban đầu thì thuốc chống đông được khuyên cáo cho tất cả các bệnh nhân bên cạnh liệu pháp kháng cái tập tiểu cầu trong PCI thi đầu. Lựa chọn ở đây đó là heparin không phân đoạn. Ở những cái bệnh nhân mà giảm tiểu cầu do heparin thì bivalirudin được khuyên cáo sử dụng. Heparin không phân đoạn thì liều ở đây đó là liều 70 đến 100 đơn vị bạc ký, liều bolus. Nếu mà không dùng kèm kháng GP2B3A, còn nếu mà dùng kèm kháng GP2B3A thì liều là 50 đến 70 đơn vị bạc ký. Enoxaparin liều là 1 mg bạc ký nhân 2 tiêm dưới da. Hoặc là bivalirudin nếu có chỉ định. Rồi vậy bệnh nhân này xài sao? Dạ mình xài heparin không phân đoạn chị. Xài heparin không phân đoạn hả? Heparin không phân đoạn khi em xài em có một cái nhược điểm là gì? Dạ thưa chị là có thể là có giãn tiểu cầu đúng không chị? Ngoài cái đó ra là Dạ, nó cái xuất huyết đúng không chị? thì tất nhiên là cái xài chống đông này cũng có nguy cơ xuất huyết, nhưng mà cái heparin không phân đoạn này là ngoài nó ra gây nguy cơ là bị hít, là giảm tiểu cầu do heparin á, thì cái heparin này xài nó rất là phức tạp. Khi xài em phải đánh giá cái chỉ số rối loạn đông máu nó luôn luôn gấp 1,5 đến 2 lần, là mình phải xét nghiệm mỗi 6 giờ cho bệnh nhân cái ABTT mỗi 6 giờ đúng không? Nên Dạ. thường trên lâm sàng mình đi á, mình sẽ thấy là cái này cùng lắm là người ta chỉ xài trong phòng cách lab thôi, còn khi mà ra ngoài thì thường người ta sẽ dùng ưu tiên là dùng enoxaparin là lovenox á Dạ, nha. em thấy cái heparin không phân đoạn với Lovenox thì người ta nói là mọi cái lợi ích của nó thì tương đương nhau, nhưng mà tại vì đọc đọc trong sách em thấy người ta nói là người ta ưu tiên sử dụng không phân đoạn nên em mới chọn vậy. Ừ thì không phân đoạn thì chị nói rồi, thì thường là sẽ xuống như dưới trục mạch vành thì người ta sẽ bơm ngay vào trong đó, nhưng mà đó là chỉ trong cái thời gian trục mạch vành thôi. Còn sau khi mà lên trên khoa phòng á thì đâu phải lúc nào em cũng cho bệnh nhân dùng heparin để mỗi 6 tiếng em đi lấy máu và em chỉnh liều cái đó đâu, được chưa? Dạ, chị. Là những trường hợp mà ví dụ như là thường là sau khi can thiệp xong mà nếu như mà người ta thấy tổn thương và sang thương còn phức tạp và nguy cơ xuất huyết, và so với nguy cơ huyết khối cao hơn nhiều thì người ta vẫn sẽ duy trì kháng đông, thì dạng ngắn hạn thôi, dạng ngắn hạn trong khoảng thời gian nằm viện thôi. Tuy nhiên nhưng mà bệnh nhân mà lê mà đã duy trì kháng đông mình sẽ không lựa chọn heparin không phân đoạn, bởi vì nó rất là phức tạp, mình phải liều, mình phải chỉnh cho bệnh nhân là một và lấy máu xét nghiệm mỗi 6 giờ. Và thường cái này mình thấy á, đó là lý cho vì sao những bệnh nhân lọc thận người ta hay phải đi lấy máu để xét nghiệm, bởi vì người ta sử dụng cái này nè. Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân đến với mình mà có nguy cơ cao nhưng mà chưa có thời gian can thiệp, chưa chưa đến cái thời gian can thiệp người ta dùng, thì người ta cũng không dùng heparin không phân đoạn nha. Tại vì như chị đã nói đó là nó phức tạp, nó phải làm xét nghiệm và phải chỉnh làm sao cho nó gấp 1,5 tới tới 2 lần, nên thành ra là ít khi người ta sử dụng ở trên cái bệnh phòng trên trại nha. Còn nếu như mà bệnh nhân này là tính với cái độ lọc cầu thận khoảng mấp mé khoảng 30 vậy đó, 33 vậy đó, thì nếu mà mình dùng liều enoxaparin thì mình dùng liều như thế nào?
Ủa, giờ chị em tiếp tục được không ạ? Chị đang hỏi đó, nếu như bây giờ mình dùng liều enoxaparin cho bệnh nhân thì mình dùng liều bao nhiêu? À, dạ chị là liều 1 mg bạc ký 2 lần tiêm dưới da trong ngày ạ. Không, bệnh nhân này độ lọc cầu thận em tính lúc nãy là 35. Đúng không? Mà chưa kể là trên 75 tuổi nữa. Em phải hiệu chỉnh liều nha. Tiêm 2 lần là không phải đâu nha. Rồi, Thịnh Nguyễn, em trả lời dùm bạn đi em. Dạ thầy, em đọc cái khuyến cáo cũ hồi 2016 thì người ta vẫn nói là trên bệnh nhân 75 tuổi. À, nếu mà độ lọc cầu thận bình thường á, thì mình tiêm là 0,75 mg trên ký 2 liều. Nhưng đối với bệnh nhân mà độ lọc cầu thận giảm, có thể là giảm dưới 30, thì mình không phụ thuộc vào tuổi, thì mình tiêm là mỗi 24 giờ. Liều bao nhiêu? Mỗi 24 giờ liều bao nhiêu? Dạ, liều 0,75 mg trên ký. 0,75 hả? Rồi mời Tấn Dũng. Dạ chị, là không, nếu bệnh nhân lớn hơn 75 tuổi thì mình sẽ 0,75 mg trên ký tiêm dưới da. Và nếu mà bệnh nhân ở đây có độ lọc cầu thận dưới trên 30 thì mình vẫn xài là một liều khởi đầu tiêm dưới da 0,75 mg trên ký, và có hai liều tiêm không vượt quá 75 mg mỗi liều. Ở bệnh nhân này nếu mà ngưỡng xét nghiệm thì 35 cũng hơi mất mé ha, thì trên 75 kg mình sẽ không bolus và mình sẽ xài luôn là cái liều là 0,75 bạc ký 2 lần nha. Nhưng mà nếu như mà cái nguy cơ bệnh nhân này á, là có nguy cơ huyết khối rất là cao, à nguy cơ huyết khối vừa cao và kết hợp với nguy cơ chảy máu cũng rất là cao, thì em xài tiền cạc rê lo và em kết hợp với enoxaparin với kết hợp với aspirin liều bolus á, thì thường á, cái tiền cạc rê lo người ta sẽ chuyển sang dùng cái clopidogrel cho bệnh nhân đỡ cái nguy cơ chảy máu ha. Nha, cái kháng kết tập tiểu cầu kép, tại vì cái bệnh nhân này thứ nhất là lớn tuổi, 92 tuổi, có tiền căn đã từng bị xuất huyết rồi. Đó, và bây giờ em và chức năng thận hiện tại của bệnh nhân cũng đang mất mé nữa, khi mà em xài kết hợp quá nhiều như vậy thì em phải cân chỉnh lại cái kháng kết tập tiểu cầu. Thường thì người ta sẽ không xài cái loại kháng kết tập tiểu cầu quá mạnh như là ticagrelor đâu nha. Rồi tiếp theo. À, dạ, sau khi mà bệnh nhân được PCI thì có liều duy trì ở đây đó là aspirin. Xài lâu dài cho bệnh nhân nên dùng liều là 81 mg trên ngày. Thuốc ức chế thụ thể P2-IM2 thì xài ít nhất trong vòng 1 năm. Những cái lợi ích sau 1 năm thì vẫn có và vẫn có thể dùng, tuy nhiên thì khuyên cáo chỉ là mức 2A. Thì bệnh nhân đang xài Plavix liều 75 mg trên ngày, nên ở đây bệnh nhân này thì mình vẫn có thể là tiếp tục sử dụng cho bệnh nhân. Liệu pháp chống đông thường quy sau thủ thuật thì không được chỉ định sau PCI, ngoại trừ có những cái chỉ định riêng cho bệnh nhân, ví dụ như rung nhĩ, van cơ học, huyết khối thất trái, hoặc là dự phòng để phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch. Rồi bệnh nhân này á, thì mình tính là xài 1 năm thì cái aspirin và cái clopidogrel nha. Tuy nhiên mình phải tính, mấy bạn có biết cái thang điểm precise không? Precise depth score. Để có nghĩa là cái thang điểm đó là một cái thang điểm mà giúp cho mình đánh giá coi là cái thời gian mình kéo dài của bệnh nhân, vì cái bệnh nhân này có một cái nguy cơ là xuất huyết rất là cao, tiền căn đã từng xuất huyết lớn tuổi rồi, nên thành ra là mình còn phải đánh giá coi là duy trì, thì trên nguyên tắc là mình sẽ duy trì trong vòng 1 năm cho bệnh nhân là đúng, nhưng mà tuy nhiên ha, mình phải modify trên từng bệnh nhân nha, từng bệnh nhân về nhà mình coi cái thang điểm precise depth score đó ở trong cái guideline của OSC về cái thang, về cái bài gọi là kháng kết tập tiểu cầu kép á, thời gian dùng kháng kết tập tiểu cầu kép, thì mình sẽ xem nếu như mà cân nhắc á, bệnh nhân này mà có nguy cơ cao thì precise depth score mà thang điểm mà lớn hơn 25 điểm thì bệnh nhân này có thể dùng trong vòng khoảng 6 tháng nha. Tuy nhiên á, khi mà mình dùng ngắn hạn như vậy thì tí nữa mình sẽ coi cái kết quả chụp mạch vành của bệnh nhân, thì lúc đó mình sẽ coi thử coi là cái nguy cơ huyết khối và cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân cái nào nhiều hơn, thì mình cân nhắc. Cái gì nó cũng sẽ có những cái lợi và cái hại tương đối,
khi mà bệnh nhân xuất huyết nhiều thì mình phải chấp nhận nguy cơ bệnh nhân xuất huyết mình giảm những cái liều kháng đông, kháng kích thích tiểu cầu của mình. Còn khi mà bệnh nhân mà có nguy cơ huyết khối nhiều thì mình phải chấp nhận cái nguy cơ xuất huyết tương đối của bệnh nhân nha. Rồi tiếp theo. Bệnh nhân này chỉ duy trì clopidogrel 75mg một ngày với lại aspirin 81 thôi nha, không cần lên 150 liều clopidogrel như em nói đâu. Điều trị cải thiện tiên lượng lâu dài, phòng ngừa thứ phát thì bệnh nhân của mình là một thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Nguy cơ rất cao là khi mà mình có bằng chứng về lâm sàng cũng như là về hình ảnh của cái nhồi máu cơ tim, hội chứng vành cấp, bệnh động mạch vành, rồi những cái đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua trên bệnh nhân. Thì để mình phải xếp phân tầng nguy cơ bệnh nhân để có chiến lược điều trị thích hợp. Rồi tiếp theo. Dạ, thì trên bệnh nhân thì những cái chỗ in đậm là em áp vào trên bệnh nhân này thì sẽ xài aspirin lâu dài cho bệnh nhân, thuốc ức chế P2Y12 là clopidogrel, rồi beta blocker, ức chế men chuyển kháng aldosterone nếu như bệnh nhân có chỉ định trong những cái trường hợp suy tim chẳng hạn. Thôi bây giờ em nói cụ thể cho bệnh nhân này em xài những gì đi, vì sao em xài? Dạ, chút nữa sẽ có chị, slide 6 chị. Rồi. Dạ. Về statin thì statin bệnh nhân đang xài là rosuvastatin liều 10. Thì đối với kiểm soát lipid thì statin được khuyến cáo ở những tất cả bệnh nhân có hội chứng vành cấp. Mục đích đó là giảm LDL trên 50% so với nền, và LDL thì phải dưới 104 mmol, bởi vì bệnh nhân này là thuộc nguy cơ rất cao. Nếu mà vẫn không kiểm soát được thì mình có thể kết hợp với acetamide hoặc là ức chế PCSK9. Cùng với đó là phải điều thay đổi lối sống và những cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, thuốc lá nếu có. Nhờ chị qua slide chứ. Dạ thì đối với bệnh nhân này thì là thuốc chẹn beta trong sau khi nhồi máu cơ tim mà mình có thể dùng là như hình. Còn bệnh nhân đang xài carvedilone liều 6,25mg nhân 2 viên ngày thì mình có thể giữ nguyên, và peridopril liều 5 thì mình cũng có thể giữ nguyên. Theo ý em là vậy, không biết chị có sửa gì không ạ? Ủa vậy là em chỉ dùng carvedilone với lại peridopril thôi, còn lại cái statin em dùng cái gì? Dạ, slide sau chị. Ôi sao không ghi chung một rồi, tiếp đi. Dạ thì theo đối với những cái bệnh nhân mà nguy cơ rất cao thì người ta khuyến cáo đó là liều statin liều tối đa dung nạp được của bệnh nhân. Thì liều cao đây đó là liều Atoc là 40-80, Rosu 20-40. Tuy nhiên thì bệnh nhân của mình có mức LDL là 0.79 thì dưới 1.4 rồi thì bệnh nhân đang kiểm soát rất tốt thì mình có thể giữ nguyên liều Rosu 10. Ồ, bạn quay lại cái lúc nãy em đọc. Quay lại cái slide lúc nãy. Nha các em nhớ nha, cái statin của mình là mục tiêu giảm LDL trên 50% so với baseline, và có nghĩa là ví dụ như là em phải giảm cả chỉ số tương đối và tuyệt đối. Khi ví dụ bây giờ bệnh nhân vô với mình như vậy, mặc dù đã có cái LDL thấp như vậy rồi, nhưng mà bệnh nhân của mình á là vẫn vào những cái biến cố về mạch vành, đúng không? Thì mình phải cố gắng làm sao giảm nữa cho bệnh nhân đó. Và ngoài ra cái statin của bệnh nhân bây giờ mình dùng liều 10 là không phù hợp. Quay lại cho chị, vì sao statin trong bệnh nhân này phải dùng liều cao, rosuvastatin phải là liều 20, có bạn nào biết không? Rồi bạn Chu Nguyễn Nhật Minh. Dạ thưa chị, thêm là do thứ nhất là bệnh nhân này đang dùng liều 10 á, đã dùng ý, thứ nhất là bệnh nhân theo em đọc được đó là tất cả các bệnh nhân mà do hội chứng vành cấp á, thì phải sử dụng cái statin liều cao ngay sau nhập viện hoặc sớm nhất có thể đã đạt được cái LDL mục tiêu là 70mg trên decilit. Thì ở bệnh nhân này tuy đã được dự phòng với liều 10 mà vẫn tiếp tục vô một cái vành cấp nữa, một cái nhồi máu cơ tim nữa, thì em nghĩ là phải nâng cái liều đó lên để mình dự phòng cho bệnh nhân không có tiếp tục cái tình trạng, để giảm được cái nguy cơ tiếp tục cái vành cấp cái lần sau chứ. Rồi, lúc này chị còn thấy có một bạn phát biểu nữa. Bạn nào muốn phát biểu nữa thì giơ tay cho chị thử coi. Lúc này chị quên rồi, bạn Tô gì Huy gì phải.
Lúc nãy có hai bạn giơ tay đó, còn bạn còn lại còn muốn phát biểu bổ sung gì cho bạn nào không em? Rồi, về bạn Nguyễn Tấn Dũng. Thưa chị, là cái bệnh nhân này là bệnh nhân đang có tình trạng là lóc EV độ 1, thì nếu bệnh nhân xài chạy beta tiếp thì nó không hợp lý. Với lại bệnh nhân cao tuổi, cái độ lọc vào thận thấp, thì cái liều statin, liều nạp của bệnh nhân thì mình nên xem xét lại chứ không nên dùng liều quá cao. Em xin hết. Rồi, tiếp theo còn bạn nào bổ sung ý kiến gì nữa không? Cái chống chỉ định của chạy beta là khoảng BR kéo dài trên bao nhiêu em? Trên 25 mm. Anh này là trên bao nhiêu? Nhưng mà ý là nó lóc ở độ 1 thì mình cũng nên xem xét chị. Đúng rồi, khi xài em phải đo lại điện tim cho bệnh nhân ngay khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện nặng hơn, đúng không? Trên 0.24 thì mình sẽ đánh giá lại. Còn cái bệnh nhân này chắc cùng lắm là 0.21 hay 0.22 gì đó. Chứ người ta không nói là block AV độ 1 là chống chỉ định nha. Khi mà PR kéo dài, có nghĩa là PR trên 0.24 thì chắc chắn là block AV độ 1 rồi. Nhưng mà cái tiêu chuẩn chuẩn đoán block AV độ 1 của mình á là 0.20 trên 0.2, thì thành ra là mình vẫn còn một cái khoảng ở giữa. Nhưng mà nói chung á là mình phải cân nhắc khi sử dụng. Có thể em dùng liều thấp thôi, thay vì em dùng liều thường xuyên như bệnh nhân thì liều cũ của bệnh nhân, thì có thể mình khởi động một cái chạy beta liều thấp thôi, và mình dùng ví dụ carvedilol đó, mình giảm liều cho bệnh nhân, và khi mình dùng hai cữ trong ngày thì mình dùng cái cữ đầu tiên mà mình đánh giá lại, cảm thấy mà cái tình trạng bệnh nhân xuất hiện nhịp chậm và rõ cái block hơn á. Và quan trọng là sau khi em can thiệp về nha, sau khi em can thiệp cho bệnh nhân về rồi, em đánh giá, em đo lại điện tim mà bệnh nhân đã hết block rồi thì em vẫn có thể thoải mái sử dụng nha. Còn về cái statin của bệnh nhân ở đây thì theo theo như tất cả các hội chứng bằng cấp mà có bệnh nhân, đặc biệt là cái STEMI đi, cái STEMI nói riêng, thì khi mà bệnh nhân có một cái như vậy thì cái mục đích mình dùng statin không chỉ là để giảm mỡ máu nữa, mà mục đích mình dùng statin để làm gì? Dạ thưa chị, theo em được biết thì là statin nó cải thiện cả tiên lượng tử vong lâu dài cho bệnh nhân, cũng như là đột quỵ não nữa. Và việc dùng statin thì theo nghiên cứu người ta nói trong vòng 2 năm đầu thì sẽ chưa có những cái lợi ích, nhưng mà trong vòng 5 năm thì lợi ích là vượt trội. Không, cho dù có 2 năm đi nữa thì mình cũng đâu cần cấp gáp. Nhưng mà cái mục đích dùng statin liều cao để làm gì? Các bạn hồi Y4 mình có nói rồi. Rồi bạn Tấn Dũng em phát biểu đi. Dạ thưa chị, là nếu mà ở bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì mình nên xài statin liều cao, tại vì theo những nghiên cứu thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Tại sao lại giảm tỷ lệ tử vong? Rồi trong khi chờ đợi Dũng suy nghĩ, mời bạn Nguyễn Trần Nhật Lam. Dạ chị, theo em nhớ là nó sẽ làm giảm cái viêm, nó ngăn cái nứt vỡ tiếp theo của cái mảng xơ vữa. Đúng rồi, nó sẽ có vai trò rất là quan trọng, đó là có tính kháng viêm, ổn định mảng xơ vữa. Các bạn đã hiểu rồi, trong cái STEMI là cái mảng xơ vữa không ổn định, nó mới nứt vỡ, nó tạo ra những cái huyết khối, và từ đó nó lôi kéo các yếu tố đông máu, gây ra những cái huyết khối đến và hình thành cái cục máu đông trong cái lòng động mạch vành, nên thành ra bệnh nhân có những cái biến chứng như vậy. Bây giờ mình dùng statin á là mục đích là để kháng viêm ha, và ổn định cái mảng xơ vữa cho bệnh nhân, nên đó là lý do vì sao mình phải khởi trị cái statin cho bệnh nhân, nhớ nha. Rồi em Nguyễn Tấn Dũng, em có gì muốn nói không Dũng? Dạ không gì. Rồi vậy bây giờ bạn trình bày tiếp đi, nhóm trình bày tiếp đi nha. Các bạn nhớ đó, cái phần vai trò quan trọng của statin không phải mục đích xa xôi gì mà giảm cái nguy cơ hay là có mang lại lợi ích sau bao nhiêu năm, mà trên cái STEMI á là cái đó đó, là cái kháng viêm nó ổn định mạng xơ vữa đó. Rồi tiếp theo, dạ xin chào chị và các bạn, thì tiếp theo em sẽ trình bày về phần mục tiêu đường huyết và A1C. Ở trong giai đoạn cấp á, thì mình sẽ duy trì đường huyết khoảng từ 140 tới 180 mg/dL,
không kiểm soát có chặt chẽ, tránh hạ đường huyết gây nặng nề hơn tình trạng nhồi máu. Và ở đây bệnh nhân không có một không có tình trạng của biến chứng cấp của đái tháo đường, cho nên mình có thể dùng insulin tiêm dưới da và không sử dụng các thuốc viên cho đến khi bệnh nhân ổn định lại. Và bệnh nhân đang điều trị là Novomic sáng 25 chiều 25 với lại mà metformin 1 viên. Thì ở đây bệnh nhân sáng bệnh nhân đau ngực cho bệnh nhân vô viện liền thì có thể bệnh nhân đã quên chích cái liều Novomic thì giờ em sẽ tăng lên là 30 đơn vị và em không có cho uống metformin. Sau đó em sẽ theo dõi đường huyết mạch mỗi 4 giờ và em đồ mỗi ngày. Em phải cẩn thận nha. Sáng 7 giờ sáng bệnh nhân vô mình, bệnh nhân đi can thiệp luôn, bệnh nhân nhịn ăn. Mà em cho chích liều này là cẩn thận nha. Tại vì là... khi mà bệnh nhân can thiệp á, là bệnh nhân sẽ nhịn ăn đúng không? Và bây giờ hiện tại sáng bệnh nhân vô 7 giờ này chắc cũng chưa ăn sáng gì đâu. Thì lúc đó mà điện huyết nó có hơi cao như vậy thì mình cũng không quá nôn nóng để mà hạ ngay lập tức. Và bởi vì bệnh nhân còn nhịn ăn mà mình chích insulin vô cho bệnh nhân nữa. Còn cách theo dõi đường huyết mao mạch mỗi 4 giờ, cái này nó không phải là ở trong cái trường hợp là hôn mê tăng áp lực thẩm thấu hoặc là những toan sơ tôn để mà mình theo dõi sát cái đường huyết mao mạch của bệnh nhân như vậy. Em hiểu không? Khi mà em cho đường huyết của bệnh nhân, em cho cái chỉnh insulin, nó thứ nhất là nó sẽ không có hiệu quả ngay lập tức, nó sẽ cần thời gian lúc em điều chỉnh. Và cái thứ hai là ở trong một cái tình trạng stress như nhồi máu cơ tim, đường huyết có thể tăng lên, nên thành ra em theo dõi đường huyết của bệnh nhân thông qua cái việc kiểm soát đường huyết bằng insulin là chỉ cần 2 lần sáng chiều thôi nha, cần 2 lần vào sáng chiều để lúc đó mình theo dõi và mình chỉnh liều cho bệnh nhân, được chưa? Nếu như mà sáng chiều thì mình sẽ cho dùng liều bao nhiêu? Novamec, Novamec này là em xài 30 sáng chiều luôn hả? Thưa chị là không ạ. Em xài liều sao? Ôi, dạ là chỗ này em tăng liều quá nhiều hả chị? Nhanh đi can thiệp về rồi, ngày hôm sau em cho insulin chẳng hạn, hoặc là em cho cử chiều thì em sẽ cho như thế nào? Em sẽ dựa vào cái đường huyết của bệnh nhân. Nếu như mà cái đường huyết lúc đó vẫn còn cao á, thì em sẽ tăng cái liều buổi tối lên, buổi chiều lên. Còn nếu như mà đường huyết đó mà bệnh nhân đường huyết đó bệnh nhân bình thường thì cái A1C của bệnh nhân là 10.9 thì em sẽ tăng cái liều buổi sáng lên và giữ cái liều buổi tối lại để tránh hạ đường huyết khi ngủ. Rồi, cái metformin trong giai đoạn này bệnh nhân đang tổn thương thận ha. Mình cũng chưa biết là có cấp hay không, mình sẽ đề nghị làm lại ureagra cho bệnh nhân. Thì lúc này mình cũng khoan chưa khởi động vội metformin. Nếu như mà giả sử đi, bệnh nhân này sau khi ngày hôm sau đi, em cho dùng Novomic. Em cho dùng Novomic thì em sẽ dùng liều bao nhiêu? Ví dụ như là em chỉ có một cái xét nghiệm đường huyết giống như ngày hôm nay thôi, thì cái liều khởi trị cho ngày hôm sau em sẽ dùng cho bệnh nhân sáng chiều là bao nhiêu? Thưa chị, giống như ngày hôm nay có nghĩa là đường huyết lúc đói cao đúng không chị? Đường huyết khoảng 11.9 đó. Dạ dạ. Thì em sẽ tăng liều buổi tối lên. Là bao nhiêu, sáng chiều bao nhiêu? Thưa chị là sáng em vẫn giữ 25, chiều thì em lên 30. Tại sao tăng cự tối? Tại vì thật ra nếu mà 11.9 mình quy ra là bao nhiêu? Nó là khoảng, khoảng 214 chị. 210 mấy, mà trong khi một bệnh nhân có một cái stress đường huyết lâu năm thì mình kiểm soát từ từ, mình không cần quá nôn nóng, quá vội vàng ha. Nên thành ra cái liều em cũng cần chưa cần tăng đâu. Rồi giả sử đi, giả sử bệnh nhân này kết hợp thêm một cái loại điều trị về đường uống á, ha, thuốc tiểu đường mà được uống cho bệnh nhân, thì em sẽ dùng cái thuốc nào trong thời điểm này? Thưa chị, ở đây là bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch thì em sẽ dùng cái SGLT2 inhibitor. Đúng rồi, mình sẽ dùng, có thể kết hợp dùng thêm cái SGLT2 cho bệnh nhân hoặc là cái GLP-1. Bây giờ thì trong cái guideline mới ra, nếu như bệnh nhân có suy tim ha, có suy tim thì mình sẽ dùng SGLT2, người ta nghiên cứu thấy là nó giảm được cái cải thiện về cái tiên lượng và tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân luôn đó nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo đi em, điều trị tiếp theo đi. Dạ dạ. Sau đó em sẽ đánh lại chức năng thận của bệnh nhân. Như nãy chị có nói là dạ.
Rồi, dạ. Cái này coi rồi. Dạ, qua slide chứ. Dạ, như là em chỉnh lại cái toa thuốc. Là em giả sử như hồi nãy là đường đói của bệnh nhân ổn định rồi, thì đầu tiên là phải khuyến khích bệnh nhân là thay đổi cái lối sống, bệnh liên cho khuyến khích bệnh nhân tập luyện thể dục nhẹ nhàng như là tập dưỡng sinh. Hoặc là hồi đó em đi nội tiết, cô Hoa có nói là nằm trên giường cho bệnh nhân đạp chân giống như là xe đạp vậy, với lại chỉnh lại chế độ ăn cho phù hợp. Thì em có để một cái có nghĩa là cố gắng làm sao để mà cho bệnh nhân vận động, dù là bệnh nhân không có đi bộ được hay là không thì cũng phải cho bệnh nhân vận động tại chỗ cũng được ha. Có nghĩa là bằng mọi cách làm sao cho tất cả những cái bệnh nhân này đều phải vận động đó, đều phải tập luyện đó. Ý là không có thụ động. Ví dụ như em thấy bệnh nhân này quá lớn tuổi, khi đi lại thì cảm thấy đau ngực ha, thì bệnh có những cái bài tập vận động tại chỗ cho bệnh nhân nha. Dạ dạ. Để giảm cái BMI bệnh nhân xuống tí để đỡ cái tình trạng kháng đề kháng insulin. Và ở đây thì có thể xem xét thêm thuốc như là GLP-1 hoặc là cái SGLT2 inhibitor, nhưng mà cái giá cao nên phải thảo luận hỏi ý kiến của bệnh nhân và tư vấn cho bệnh nhân biết là nó có những cái lợi ích như vậy, cái lợi ích về trên tim mạch và thận. Và cái ở đây là bệnh nhân có lô lao cầu thận là 35 thì cái liều metformin tối đa thì em đọc được thì là khoảng tối đa là 1000 gram, chị không 1000 mg, không được thông tăng nữa. Còn chống chỉ định là khi lô lao cầu thận dưới 30 không có dùng luôn. Thật ra nếu như bệnh nhân này mà có điều kiện thì mình sẽ chuyển cho bệnh nhân qua một cái loại thuốc khác ha, cũng không cần nhất thiết là phải duy trì cái metformin cho bệnh nhân đâu. Ví dụ mình dùng insulin, mình có thể kết hợp với lại những cái dòng thuốc mới hiện nay có lợi cho tim mạch là GLP-1 nè, hoặc là có lợi cho bệnh tim mạch là có biến chứng suy tim như là SGLT2 inhibitor, thì mình sẽ có thể sử dụng những cái thuốc đó hỗ trợ cho bệnh nhân. Và nếu như mình muốn là cái đó có lợi thì mình nên hỗ trợ ngay sau khi bệnh, ngay trong cái thời điểm bệnh nhân nằm viện, để mình vừa theo dõi cái đường huyết cho bệnh nhân và mình vừa chỉnh liều cho bệnh nhân thì là tốt nhất ha. Dạ dạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái mục tiêu huyết áp. Thì ở một bệnh nhân mà lớn tuổi trên 80 và có đái tháo đường, có bệnh tim mạch, bệnh mạch vành, thì cái mục tiêu huyết áp của bệnh nhân là từ 130 tới 139 mm thủy ngân. Thì ở đây huyết áp của bệnh nhân đã đạt mục tiêu cho nên sẽ tiếp tục điều trị cái toa thuốc cũ. Dạ. Nhóm em sẽ trình bày tiếp phần theo dõi và tiên lượng. Xin mời bạn Giáng trình bày. Thôi, nãy giờ vậy giờ chưa đi đến cái phần chụp mạch vành gì hết cho cả lớp xem gì, cái phần đó quan trọng mà. Dạ, tụi em chưa có kết quả đó. Chị nói bữa nay chị show ra cho cả nhóm. Rồi, vậy bây giờ chị sẽ cho các bạn xem cái phần kết quả chụp mạch vành ha. Còn các bạn thấy chưa em? Các bạn thấy chưa em ơi? Dạ thấy rồi chị. Rồi, một bạn trong nhóm nhìn kết quả này và nhận xét đi.
Dạ chị, em xin đọc và nhận xét nha chị. Rồi em đọc đi em. Dạ, thì lớp men thì không thân trung thì không có tổn thương ý nghĩa. Nhánh trái thì tác hoàn toàn mạn tính. Ở đoạn giữa và đoạn xa thì có nhận tuần hoàn bằng hệ từ nhánh 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 phải, hẹp 50-60% ở đoạn gần nhánh chéo 1. Nhánh mũ thì hẹp đến 80-90% ở đoạn xa, hẹp 70-80% ở đoạn gần. Nhánh mũ thì cung cấp tuần hoàn bằng hệ cho nhánh nào ta? Cái BL này là một cái nhánh nuôi mà kết hợp với lại xuất phát từ NCA em. Dạ. Rồi còn cái động mạch vành phải thì mạch máu vôi hóa nặng, hẹp lan tỏa từ lỗ gần giữa 70-90%, tắc hoàn toàn mạn tính trong stent ở đoạn giữa, bán tắc có kích thước lớn. Nhánh nhánh phải thì cung cấp tuần hoàn bằng hệ cho nhánh trái. Thì ở đây thì mình có thể thấy là mạch vành của bệnh nhân thì có hẹp ba nhánh luôn ạ. Rồi bệnh nhân này là có bệnh mạch vành ba nhánh, rồi chị đồng ý. Rồi bây giờ kết hợp lại trên cái điện tim và siêu âm tim và cái bệnh sử của bệnh nhân. Thì bây giờ là mấy bạn thấy là cái nhánh nào của bệnh nhân cũng tổn thương hết rồi đó. Thì nếu như mà em là một bác sĩ đi vô phòng thông tim, em thấy có ba nhánh bị tổn thương như vậy, trong cái bệnh cảnh lâm sàng như vậy thì em sẽ quyết định can thiệp nhánh nào và vì sao? Dạ thưa chị, thì theo thứ tự ưu tiên thì mình có thể can thiệp nhánh trái, nhánh phải được không chị? Bởi vì theo em thì nhánh trái nó cung cấp máu cho phần lớn tim và cũng hẹp hẹp rất nặng, 80-90% ở đoạn xa, 70-80% đoạn gần, và đồng thời thì cung cấp tuần hoàn bằng hệ cho cả nhánh bên phải nữa. Rồi vậy là em sẽ quyết định can thiệp nhánh LCX ha, còn cụ thể cái nhánh nhỏ nào thì mai mốt mình đi lên mình lớn hơn nữa thì mình sẽ biết. Bây giờ trong ba nhánh LAD, LCX và RCA thì em nghĩ là mình nên can thiệp nhánh LCX đúng không? Dạ chị, em bị lộn chị, cái RCA chị, bởi vì á là nó có tắc hoàn toàn mạn tính nữa và nó còn cung cấp tuần hoàn bằng hệ cho động mạch vành trái nữa chị, nên ưu tiên là RCA. Rồi, còn bạn nào có ý kiến khác không? Ở đây chị không thấy bạn nào giơ tay đâu, tại vì chị đang ở trong slide chiếu rồi nên thành ra bạn nào muốn phát biểu thì mấy bạn có tự giác phát biểu ha. Rồi nếu không có bạn nào thì cái ý kiến của bạn Hồ Hữu Đức, có bạn nào đồng ý không? Em Đức dạ. Bạn dạ thưa chị, là em cũng đồng ý với ý kiến của bạn Đức là mình sẽ can thiệp cái nhánh động mạch vành phải trước. Giống như bạn Đức đã trình bày là bởi vì nó đang có tắc ở trong stent và nó là cái nhánh cung cấp cái tuần hoàn bằng hệ cho nhánh trái. Đồng thời ở trên lâm sàng thì mình thấy trên cái ECG của bệnh nhân đang có một cái nhồi máu ở thành dưới nên là mình sẽ can thiệp cái nhánh RCA trước. Thứ nhất mình phải quay lại mình coi cái điện tim bệnh nhân là nhồi máu STEMI trên lên cái vị trí định vị tổn thương của mình là thành dưới và nghĩ nhiều là do nhánh RCA nuôi. Và cái thứ hai là bệnh nhân này có thêm cái siêu âm tim cũng hỗ trợ về cái việc đó là bệnh nhân có giãn động vùng thành dưới và thành sau, thì RCA cũng có phân nhánh là nuôi cái thành sau đó.
Thì ở đây là khi chụp mạch vành ra thì nó cái nhánh RV bình thường nó không phải là cái nhánh lớn đâu, nhưng mà ở đây người ta ghi kích thước lớn, mà chưa kể cái nhánh RV này cung cấp tuần hoàn bàn hộ cho bàn hệ cho LED, nên khi mình can thiệp ha, mình sẽ có cân nhắc can thiệp cái nhánh này và cái stand này của mình đang bị tắc rồi. Thì cái bệnh nhân này á, trên thực tế là bệnh nhân được can thiệp hai stand nha, hai stand. Đó là một cái stent ở vị trí là đoạn hai cái stent này đặt ở vị trí là từ cái đoạn gần nhánh RV cho đến lỗ RCA nha, có nghĩa là nó đặt rất là dài đó. Rồi khi mà đặt dài như vậy là nó cần mất hai stent, là nó đặt luôn ở trong cái phần tắc hoàn toàn mãn tính và cái phần lỗ nhánh RV đó. Đó là lý do vì sao bệnh nhân này được can thiệp nhánh RCA với hai stent ha, vậy tổng cộng bệnh nhân này có 3 stent tất cả nha. Bệnh nhân này cũng được chụp mạch vành luôn, chụp mạch vành siêu âm lòng mạch vành bằng IVUS để kiểm tra luôn đó. Thì người ta quyết định là đặt cái stent ở cái nhánh RCA nha. Vậy là như vậy cái bệnh này là bệnh mạch vành 3 nhánh. Đó, nếu như mà thật sự á, khi mà mình cái bệnh mạch vành đứng trước một bệnh nhân mà có bệnh mạch vành 3 nhánh hoặc là tổn thương thân trung lách men thì mình sẽ cân nhắc đến một cái trường hợp khác ngoài cái BCI về sau á, nếu như bệnh nhân này không phải 92 tuổi ha. Ví dụ bệnh nhân này còn trẻ tuổi tương đối khoảng 75 hoặc là 70, sức khỏe còn tốt á, cái tổng trạng bệnh nhân cũng tốt, thì mình sẽ cân nhắc tính một cái thang điểm để mà mình phân biệt giữa là bệnh nhân này có nên làm BCI với lại bắt cầu là mình dùng cái gì bạn biết không? Mình dùng cái gì các bạn biết không? Trong PCI thứ nhất mình phải cần có người một cái người can thiệp có đủ kinh nghiệm và dày dặn, và cái thứ hai là cái tổn thương đó phải phù hợp để mà người ta can thiệp BCI, can thiệp trục mạch vành qua da. Còn khi mà nó quá phức tạp, tổn thương quá nhiều và xơ vữa, ví dụ như tắc hoàn toàn mãn tính gần như là toàn bộ như vậy đó, thì mình sẽ đánh giá bằng thang điểm Syntax Score để mà coi bệnh nhân này có những cái tổn thương nó kết hợp như thế nào, và thang điểm Syntax Score là bao nhiêu để mà kết hợp là có chỉ định là phẫu thuật bắt cầu mạch vành cho bệnh nhân hay không ha. Do bệnh nhân này lớn tuổi rồi thì cái vấn đề đó mình không có đặt ra cho bệnh nhân này thôi. Rồi vậy bây giờ nhóm quay trở lại cái phần trình bày tiếp của nhóm đi em. Dạ, chào chị và các bạn. Thì tiếp theo em sẽ nói về phần theo dõi và tiên lượng. Về phần theo dõi, sau khi mà mình tưới máu của bệnh nhân thì bệnh nhân STEMI sẽ được nhập đơn vị chăm sóc mạch vành CCU hoặc là cái đơn vị chăm sóc tim tích cực ICCU hoặc là đơn vị tương đương để được theo dõi liên tục các biến chứng như là rối loạn nhịp, biến chứng cơ học như là thủng vách liên thắt, vỡ thành tự do hoặc là hở van hai lá cắt, viêm màng ngoài tim, rối loạn chức năng tâm thu thắt trái hoặc là sốc tim. Thì ở tất cả những bệnh nhân STEMI theo khuyến cáo thì nên theo dõi ECG để phát hiện rối loạn nhịp tim và sự thay đổi độ chen ST trong ít nhất là 24 giờ sau khi khởi phát triệu chứng. Còn đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ biến chứng rối loạn nhịp tim mà từ trung bình đến cao, nghĩa là khi có ít nhất một trong các điều kiện sau, nhất là huyết động không ổn định, đang có rối loạn nhịp, phân suất tống máu nhỏ hơn 40%, tái tưới máu thất bại, có biến chứng do can thiệp mạch vành, hẹp nhiều nhánh mạch vành lớn thì mình cần theo dõi lâu hơn. Về tiên lượng thì có tiên lượng gần và tiên lượng xa. Về tiên lượng gần thì bệnh nhân này là lớn tuổi, có nhồi máu cơ tim ST chen lên ở giờ thứ 12, trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2 chưa được kiểm soát tốt, tiền căng đặt stent nên là tiên lượng gần là nặng. Còn đối với tiên lượng xa thì mình sẽ đánh giá dựa vào cái thang điểm TIMI. Đây là thang điểm giúp ước đoán cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày. Trong đó cái trục tung sẽ biểu thị cho cái tỷ lệ tử vong trong 30 ngày. Còn trục hoành sẽ biểu thị số điểm nguy cơ hoặc là cái phần trăm nguy cơ. Thang điểm này sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố nguy cơ như là nếu mà tuổi từ 65 tới 74 tuổi thì sẽ 2 điểm. Còn nếu mà trên 75 tuổi là 3 điểm.
bệnh nhân có đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc là có đau thắt ngực sẽ tính 1 điểm. Huyết áp tâm thu nhỏ hơn 100 sẽ được tính thêm 3 điểm. Nếu mà tần số tim trên 100 lần trên phút sẽ được tính 2 điểm. Phân độ kỳ đích từ 2 tới độ 4 thì sẽ được tính 2 điểm. Nhồi máu cơ tim thành trước hoặc là block nhánh trái sẽ tính 1 điểm. Và thời gian từ khi mà bắt đầu tái tưới máu, nếu mà lớn hơn 4 điểm sẽ được tính 1 điểm. Và nếu mà căng nặng nhỏ hơn 67 điểm cũng sẽ được tính 1 điểm. Thì đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân đã 92 tuổi, lớn hơn 75 tuổi nên là bệnh nhân tính 3 điểm. Bệnh nhân có đái tháo đường, tăng huyết áp và có đau thắt ngực được cộng thêm 1 điểm nữa. Và cái thời gian mà khi bắt đầu điều trị tái tưới máu nó lớn hơn 4 giờ nên là sẽ cộng thêm 1 điểm nữa. Nên là bệnh nhân này có tổng cộng là khoảng 5 điểm. Từ đó tôi thấy là cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày của bệnh nhân này khoảng 12,4%. Và cái tiên lượng xa của bệnh nhân là ở trong cái mức trung bình. Bài tụi em đến đây là hết. Chị và các bạn. Cảm ơn. Cho chị hỏi là ví dụ còn về một cái thang điểm khác về tiên lượng, thang điểm tiên lượng tử vong theo thang điểm RACE có ở tại điểm đó sao mình không sử dụng và mình lại sử dụng thang điểm TIMI? Em có đọc qua thang điểm RACE nhưng mà theo em thấy là người ta nói là thang điểm RACE nó có dự báo tốt trong tất cả cái giai đoạn cách mạng 6 tháng, nhưng mà cái cách tính toán của nó khá phức tạp và người ta phải có cái phần mềm trên máy tính. Người ta mới tính, nói chung là thang điểm này nó cần một cái gì nó phức tạp hơn nên là tụi em chưa có đề vô. Nếu mà trường chuyên đề thì em đưa vô nó sẽ phù hợp hơn. Thật ra thì cái thang điểm RACE bây giờ là luôn chuyện hơn rồi, vì nếu như mà em là một cái STEMI mà non-STEMI thì mình sẽ phân tầng theo RACE nó tốt hơn. Đó là thứ nhất là mình có cái guideline của SC, nếu mà RACE lớn hơn 140 điểm thì nó là nguy cơ cao. Và cái thứ hai là bây giờ mình cũng không phải lo lắng về cái vấn đề phức tạp hay không, vì ai cũng có cái phần mềm đó, mình có thể cập nhật trên điện thoại của mình mà, để mà mình tính. Vì cái giá trị của cái thang điểm RACE người ta nghiên cứu là nó có giá trị và nó tiêm được tốt hơn là cái thang điểm TIMI. TIMI thì đơn giản hơn trên lâm sàng, tuy nhiên cái thang điểm RACE thì lại có giá trị hơn, nên bây giờ cái khuynh hướng người ta sử dụng là người ta sẽ sử dụng ưu tiên cái thang điểm RACE nhiều hơn nha. Ví dụ như là đi thi buộc phải nhớ điểm các thành phần đó, thì lúc này các bạn có thể nhớ thang điểm TIMI, nhưng nếu như mà sử dụng trong thực hành lâm sàng để mà mình có những cái tiên lượng tốt cho bệnh nhân thì mình có thể dùng điện thoại, dùng smartphone hoặc là dùng vào trong lab tại các khoa phòng của mình để mà mình tính thang điểm RACE cho bệnh nhân hoàn toàn được nha. Yeah. Rồi vậy bây giờ cái phần trình bày của bạn như vậy là chị thấy nhóm của mình chuẩn bị bài khá là coi như là đầy đủ ha, có những cái dẫn chứng, bằng chứng để cho các bạn vì mình có thể là lâu rồi mình cũng chưa đi lại lâm sàng là một cái, thứ hai là mình lâu rồi bây giờ mình mới bắt đầu khởi động lại một cái hệ nội về một cái chuyên đề về tim mạch, CBL về tim mạch, nên thành ra có nhiều khi mình chưa có học lý thuyết lại, nên thành ra những cái bạn khác không phải cái trong nhóm trình cũng sẽ khó nhớ. Thì ở đây nhóm cũng đã trích dẫn ra cho các bạn để các bạn có thể thấy được những cái dữ liệu, những cái thông tin ha, để mà mình học và mình đọc. Thì cái case này là một cái case rất là điển hình về cái hội chứng vành cấp ở dạng là STEMI. Đó, thì đối với cái STEMI của bệnh nhân thì mình cũng đã có những cái nhìn, cái cách tiếp cận cũng như là cái hướng điều trị và điều trị cụ thể trên cái bệnh nhân này rồi. Thì lớp mình hôm nay còn thắc mắc gì nữa không sau khi trình bày về cái case lâm sàng này? Rồi bây giờ chị hỏi nè, nếu như không thắc mắc gì thì chị hỏi là nãy giờ mấy bạn trình bày á, thì ngoài những cái bạn ở trong nhóm ra thì các bạn trong nhóm có hiểu hết cái phần trình bày của nhóm mình hay không? Có rõ hết chưa? Ủa sao trong nhóm mà trong nhóm không trả lời vậy? Nhóm mình đã rõ hết chưa? Các bạn ở trong nhóm thôi, còn các bạn ở ngoài nhóm thì chị chưa hỏi.
Ủa vậy nãy giờ trình bày không hiểu hả hay sao em? Mạng bị rớt hả? Alo, alo, các em có nghe được chị nói gì không em ơi? Alo. Dạ có nghe chị, vẫn đang nghe. Ủa vậy sao nãy giờ chị hỏi các bạn không trả lời hả? Alo. Dạ chị có nghe không ạ? Rồi rồi chị nghe được rồi, bây giờ chị đặt câu hỏi lại nè. Bây giờ là mấy bạn ở trong nhóm trước đi ha, cái nhóm trình bày nhóm 1 này nè. Sau khi trình bày cái cây lâm sàng này, có hiểu và có thông rõ hết được cái cây lâm sàng của mình chưa? Dạ tụi em hiểu rồi chị. Rồi ở lớp mình ngoài nhóm này ra thì có bạn nào hiểu hay là cũng thắc mắc gì nữa không? Dạ chị ơi, cái bài mà hội chứng phần cấp á, là cái tuần thứ ba là tụi em học lý thuyết đó chị. Nên là theo cá nhân em thì em nghe thì vẫn chưa hiểu lắm. Chắc phải đợi đến buổi dạy lý thuyết thì đọc chị. Ủa, mà bây giờ từ đây đến buổi thứ ba thì sẽ còn nhiều cái buổi trình bày về CBL, về tim mạch cũng như là các module khác, thì các mình phải chủ động đọc bài trước đi. Thì nhóm mình á, ví dụ như là hôm nay các bạn trình cái bài này thì về cái chuyên đề gì, ví dụ CBL về chủ đề gì, các bạn nghĩ cái bệnh này là nó hướng đến cái bệnh gì, thì cái nhóm của mình phải có trách nhiệm ha, thông báo với lại các bạn trong lớp để các bạn trong lớp về đọc trước cái bài đó đi nha. Đọc trước cái bài đó thì lúc mà mình trình á, thì có gì thắc mắc nó cũng sẽ dễ hiểu hơn ha. Còn về cái buổi ngày hôm nay các bạn đã trình bài về STEMI rồi, thì khi những cái buổi CBL sau á thì các bạn nhớ báo lại lên cho cái các bác sĩ sau, thì là các bác sĩ sau hỏi là cái chuyên đề CBL đầu tiên mình trình về cái gì, thì các bạn nhớ báo là trình về STEMI để tránh trùng lại những cái chuyên đề CBL. Thì khi mình trình như vậy thì cái mặt bệnh của mình nó sẽ đa dạng hơn nha. Các em nhớ chưa? Bạn lớp trưởng nhớ nhớ ha, ví dụ như là tuần sau hay là tuần sau nữa thì có cái nhóm nào đó, nhóm 3, nhóm 4 gì đó chẳng hạn, trình CBL với một bác sĩ khác, thì lúc này á, các anh chị á, thì các em phải báo với các anh chị đó là cái chuyên đề CBL đầu tiên của mình là trình về STEMI rồi, nên để các anh chị kiếm được những cái mạch bệnh khác phù hợp cho các em, ví dụ như là nâng STEMI, tăng huyết áp, hoặc là suy tim, hoặc là CCS. Đó, những cái mạch bệnh đó thì như vậy mình tiếp cận đầy đủ tất cả các mạch bệnh, thì cái lúc mà cuối cùng á, thì khi mà các bạn đi lâm sàng trở lại thì các bạn sẽ dễ hơn và thuận tiện hơn ha. Còn cái phần này thì tất nhiên là do mình học buổi đầu tiên sau khi khởi động lại, chị nói rồi, sau khi khởi động lại sau một thời gian dài về cái module về hệ nội này đó, thì mình sẽ cố gắng đọc lại bài cũng như là tìm lại những cái thông tin để mà mình đọc. Và sau đó khi mà các bạn đọc xong rồi, các bạn quay trở lại cái ca lâm sàng này, các bạn thử coi mình điều trị như vậy nó có phù hợp hay không, và có những gì thắc mắc hay không, thì những cái buổi học sau hoặc là những trong cái bài giảng á, về cái STEMI thì mình sẽ hỏi ha. Rồi vậy bây giờ nếu như không còn gì thắc mắc thì nhóm trình ngày hôm nay sẽ hoàn thiện cho chị cái bản án này nha, và sau đó gửi lại mail cho chị nha. Các bạn có mail của chị chưa? Và ở trong cái đó thì các bạn sẽ cho chị danh sách của cả nhóm nha. Danh sách của cả nhóm hôm nay trình đó thì ghi ra cụ thể để có gì chị bổ sung. Chị ơi, trong cái PowerPoint có trang đầu tiên là đánh danh sách rồi, là tụi em có phải làm riêng ra một cái PowerPoint không chị? Các em gửi lại cho chị cái bài này ở dạng mà hai dạng đi, một là cái PowerPoint, hai là cái bài Word, cái file Word. Cái file Word thì nếu như mà PowerPoint có rồi thì cái file Word khỏi cần cũng được. Rồi vậy nếu như là lớp mình không còn gì thắc mắc nữa đó, và cũng thì mình sẽ dừng cái buổi trình bày ở đây ha. Rồi vậy các bạn có thể thoát ra Dạ ha, chị vâng chào. ạ, em nghe. Em cảm ơn chị. Rồi chào cả lớp.
Cảm ơn chị.